Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 11. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đi tới ghế chủ tịch, đĩnh đạc ngồi xuống. Kiều Thanh Vũ không khỏi sửng sốt, sau đó cười lạnh nói, tìm chết. Dương Quan Quan cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ cái trán mình, anh chàng này, chẳng những miệng có thể thổi, lá gan cũng rất lớn, là một tên điếc không sợ súng điển hình này. Nhưng mà, ngay sau đó, người chung quanh lại đều đứng lên, nói với Tề Đẳng Nhàn, chào chủ tịch Tề. Đều đừng khách khí, ngồi xuống đi, Tề Đẳng Nhàn tùy ý vẫy vẫy tay, nhàn nhạt phân phó. Một màn này trực tiếp làm Kiều Thanh Vũ trợn tròn mắt. Dương Quan Quan cũng mở to mắt đẹp của mình, đầy mặt không thể tưởng tượng, Tề Đẳng Nhàn vậy mà thật đúng là chính là chủ tịch Tư Bản Thiên lại. Bắt đầu phỏng vấn đi, Tề Đẳng Nhàn nói. Phỏng vấn cũng chỉ là thực hành lưu trình mà thôi, sau một vòng 10 người đều phỏng vấn riêng, hướng chính phi hắng giọng, chuẩn bị nói chuyện. Tề Đẳng Nhàn lại nói, tôi thấy vị mỹ nữ Dương Quan Quan này không tồi, các vị cảm thấy như nào? Các vị người phỏng vấn đầu tiên là hai mặt nhìn nhau một chút, sau đó mới chần chờ gật đầu. Năng lực Dương Quan Quan tuyệt đối là không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là du học sinh về, trên CV là không có bất luận vấn đề gì. Chẳng qua, trước đó, Hướng Chính Phi chào hỏi qua với bọn họ, bảo bọn họ nói chuyện cho Kiều Thanh Vũ ở phân đoạn cuối cùng. Sắc mặt Hướng Chính Phi không khỏi tối sầm, trầm giọng nói, chủ tịch Tề, thông báo tuyển dụng thư ký là tôi tới phụ trách. Anh hẳn là nên tôn trọng ý kiến của tôi một chút. Tề Đẳng Nhàn nói vậy ý kiến của anh là? Dương Quan Quan tiểu thư vừa rồi nói chuyện có chút không mượt mà, hiển nhiên tố chất còn có khiếm khuyết, Kiều Thanh Vũ tiểu thư lại biểu hiện rất tốt, cho nên tôi cảm thấy hẳn là nên tuyển dụng Kiều Thanh Vũ. Hướng Chính Phi nói, Tề Đẳng Nhàn không khỏi cảm thấy buồn cười, Dương Quan Quan nói giúp lời nói còn phải mượt mà như nào. Tề Đẳng Nhàn nói, ý kiến của anh không tồi. Cho nên tôi chuẩn bị phân công Dương Quan Quan tiểu thư làm thư ký. Lời kia của Tề Đẳng Nhàn vừa thốt ra, trực tiếp làm sắc mặt Hướng Chính Phi trở nên khó coi, cả giận nói, chủ tịch Tề, anh có ý tứ gì? Vừa rồi không phải nói tôn trọng ý kiến của tôi sao? Tôi tôn trọng, cũng cho anh nói mà, nhưng mà tiếp thu hay không, chính là một chuyện hoàn toàn khác. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng bâng quơ giải thích. Tề Đẳng Nhàn nói chuyện, thật sự có thể làm người sống sờ sờ tức chết. Dù sao sau khi Hướng Chính Phi nghe thấy lời này, đã có một ngụm ác khí nảy lên ngực. Sắc mặt Kiều Thanh Vũ hung ác nham hiểm, không nghĩ tới chuyện điều động nội bộ tự nhiên bị ngăn trở, hơn nữa, lực cản vậy mà đến từ Tề Đẳng Nhàn mình khinh thường nhất. Dương Quan Quan cũng có chút cảm khái, vốn dĩ cho rằng mình không còn cơ hội gì, nhưng Tề Đẳng Nhàn xuất hiện, dường như làm sự tình có điều chuyển biến. Chủ tịch Tề, lần thông báo tuyển dụng này sẽ là tôi phụ trách. Cũng là chỉ thị của giám đốc Hứa. Cho nên, người chọn người cuối cùng, còn hẳn là tôi. Hướng Chính Phi lạnh giọng nói. Gã ta căn bản không để Tề Đẳng Nhàn vào mắt, làm thân thích Hướng Đông Tình, hơn nữa lại hiểu Tề Đẳng Nhàn chẳng qua là con rối nâng đỡ ở bên ngoài, gã ta không sợ một chút nào. Tề Đẳng Nhàn nói, anh là tổng giám đốc, tôi là chủ tịch, tôi lớn hay là anh lớn? Hướng Chính Phi trực tiếp bị những lời này làm tức đến sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, khó coi tới cực điểm. Tề Đẳng Nhàn, anh đây là quan báo tư thù, Kiều Thanh Vũ cũng nhịn không được, giống giận. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được mà bật cười, nói tôi quan báo tư thù thì thế nào? Tôi là pháp nhân của công ty, tôi là chủ tịch, hết thảy đều phải nghe tôi. Ta chính là cảm thấy Dương Quan Quan giỏi hơn cô, cho dù cô ta không giỏi bằng cô, tôi cũng chọn cô ta. Bởi vì ngực cô ta lớn hơn cô đó. Thế nào, có tức hay không? Kiều Thanh Vũ sao có thể không tức, hận không thể đi lên bóp chết Tề Đẳng Nhàn. Lời này làm sắc mặt Dương Quan Quan đều không khỏi đỏ hồng, có người nói như vậy sao? Tố chất quá kém. Hướng Chính Phi trực tiếp vỗ bàn đứng lên, tức giận quát, chủ tịch Tề, anh nói chuyện chú ý đúng mực một chút. Tề Đẳng Nhàn hờ hững nói, như thế nào, tổng giám đốc dạy chủ tịch làm việc à? Chủ tịch, Hướng Chính Phi trực tiếp cười to. Chủ tịch như anh, chẳng qua là một con rối mà thôi, ông chủ chân chính của Tư Bản Thiên lại, là chủ tịch thần bí. Mày cảm thấy mày làm được cái chức chủ tịch con rối này đã rất giỏi rồi phải không? Tư Bản Thiên lại, vẫn cần nhờ vào tay tập đoàn nhà họ Hứa bọn tao tổ kiến. Mày cho rằng mày là thứ gì? Nói câu không dễ nghe một chút, mày chỉ là một con chó mà tập đoàn nhà họ Hứa bọn tao nuôi mà thôi.
Hướng Chính Phi căn bản là khinh thường nhìn Tề Đẳng Nhàn, giờ phút này hoàn toàn xé rách ra mặt, cũng không có gì phải rối rắm, trực tiếp mắng. Công ty vận hành đều là do bọn tao làm, chủ tịch như mày chẳng qua là một tấm gỗ có cái danh mà thôi, thật đúng là xem trọng chính mình như vậy à. Tao nói cho mày biết, mày mà lại đối nghịch với tao nữa, tao sẽ trực tiếp gọi một cuộc điện thoại cho Hướng Đông Tình, làm mày hoàn toàn bị đuổi ra khỏi nhà, mày tin hay không? Hướng Chính Phi bế nghễ nhìn Tề Đẳng Nhàn, lời nói ra nói cũng càng ngày càng cuồng. Kiều Thanh Vũ nghe thấy Hướng Chính Phi nói những lời này cũng không khỏi vỗ tay, lớn tiếng nói rất đúng. Tề Đẳng Nhàn chẳng qua là một con chó tập đoàn nhà họ Hứa nuôi mà thôi, được lôi ra đảm đương làm một chủ tịch con rối, liền cho rằng mình có thể lên trời cao. Hướng Chính Phi chính là người nhà họ Hướng, thân thích của Hướng Đông Tình, một con chó như anh, có tư cách gì mà sủa như điên với chủ nhân anh. Chức thư ký này, tao định rồi, phế vật chủ tịch như mày, nói không tính. Giờ phút này Dương Quan Quan cũng không khỏi có chút lo lắng, cô ta cũng hiểu biết về Tư Bản Thiên Lại, biết người chân chính đứng sau cái công ty này là chủ tịch thần bí. Cái công ty này có lẽ chỉ là thứ được cấu tạo nên từ một hiệp nghị bí mật giữa chủ tịch thần bí và Hướng Đông Tình mà thôi. Nói trắng ra là, dưới tình huống chủ tịch thần bí không ra mặt, người chân chính khống chế Tư Bản Thiên Lại còn phải là Hướng Đông Tình. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười, hắn từ khi Tư Bản Thiên Lại thành lập tới nay, dường như cũng chưa từng ra lệnh, toàn bộ để người phía dưới xử lý. Không nghĩ tới, một tổng giám đốc Hướng Đông Tình điều tới đây, vậy mà giỏi như vậy, một chút cũng không để hắn vào mắt. Xem ra, tên tuổi chủ tịch thần bí này lăng xê quá lợi hại, mọi người đều không để người đang làm chủ tịch như hắn vào mắt, chỉ cho rằng hắn là một con rối hoàng đế. Tôi là chó tập đoàn nhà họ Hứa, anh bảo Hướng Đông Tình tới đây, xem cô ta có dám nói như vậy hay không. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói. À, một con chó như mày còn dám cuồng ngạo đúng không? Lúc trước cho mày chút mặt mũi, kêu mày một tiếng chủ tịch Tề mày liền phiêu. Ở trước mặt Hướng Chính Phi tao, mày diễn con mẹ mày ấy, mày căn bản đết có tư cách này. Tao cho mày hai lựa chọn. Một là hiện tại ngoan ngoãn ngồi xuống, làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, cho Kiều Thanh Vũ thuận lợi thông qua. Hai là mày tiếp tục nhảy cho tao. Sau đó tao gọi điện thoại cho Hướng Đông Tình, nhìn xem cô ta thu thập mày như thế nào. Thần sắc Hướng Chính Phi lãnh lệ, chỉ vào cái mũi Tề Đẳng Nhàn liền mắng to. Kiều Thanh Vũ cũng cảm thấy Hướng Chính Phi mắng thật đã ghiền, không biết tên này có cái vận cứt chó gì mà được làm bộ phó bộ trưởng an toàn tập đoàn nhà họ Hứa, hiện tại làm một chủ tịch con rối của Tư Bản Thiên Lại, đã dám cản trở mình. Anh biết dùng tay chỉ vào tôi sẽ có hậu quả gì không? Tề Đẳng Nhàn nâng mí mắt lên. Nhàn nhạt hỏi. Chỉ mày thì làm sao, ông đây chọc mù mắt mày còn được. Hướng Chính Phi khinh thường đầy mặt, ngón tay duỗi duỗi về phía trước. Như thế nào, muốn đánh tôi à? Ông đây là người nhà họ Hướng, mày đánh ông đây một cái thử xem. Thật coi mình là nhân vật lớn đấy à? Còn chủ tịch, ha ha ha, một con rối mà thôi, thật mẹ nó là trò cười lớn nhất thế giới. Nhân viên phỏng vấn ở bên cạnh ngay cả thở mạnh cũng không dám thở ra. Một người là chủ tịch, một người là giám đốc, hai người đối diện trực tiếp trước mặt. Ngay khi bọn họ cảm thấy được Tề Đẳng Nhàn nhắm gần Hướng Chính Phi đánh tát, Tề Đẳng Nhàn đã ra tay. Hắn đưa tay nắm lấy một ngón tay của Hướng Chính Phi bẻ, từng tiếng răng rắc như đứt từng khúc, tiếp đó, hắn đè gáy Hướng Chính Phi xuống, tàn nhẫn dí mặt xuống bàn. Phịch! Đầu Hướng Chính Phi va chạm với mặt bàn, xương mũi như trực tiếp bị gãy ra. Gương mặt đầy máu, miệng phát ra tiếng kêu rên. À, mày có can đảm dám đánh tao, lại có thể dám đánh tao. Hướng Chính Phi không thể tin nổi mà gào thét nói. Tao không biết mày lấy từ đâu sự tự tin này, cho rằng tao dựa vào cái gì mà không dám đánh mày. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên hỏi han, còn cầm tóc của Hướng Chính Phi. Hắn nhấc đầu Hướng Chính Phi lên, sau đó để mặt đối mặt với bàn, lại giữ tợn một chút. Ngay sau đó, bề ngoài hắn cười nhưng trong không cười hỏi han, mày một thằng tổng giám đốc, không hiểu phải tôn trọng cấp trên hả, còn đến trước mặt tao đe dọa, ai cho mày can đảm hả? Mặt Hướng Chính Phi đập liên tục hai lần vào mặt bàn, may là không trực tiếp bất tỉnh đi. Kiều Thanh Vũ thấy một màn như vậy, trực tiếp bị dọa đến ngây người, Tề Đẳng Nhàn cũng quá bạo lực, lại có thể thật sự dám đánh Hướng Chính Phi. Dương Quan Quan ở một bên cũng vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ rằng sự việc lại có thể phát triển đến tình trạng như này.
Kiều Thu Mộng nói không sai, người này rất thích gây chuyện, Dương Quan Quan có hơi đau đầu. Nếu Tề Đẳng Nhàn bởi vì đánh hướng chính phi mà rước lấy đại lão bản thần bí tư bản Thiên Lai không vừa lòng, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tề Đẳng Nhàn buông lỏng đầu hướng chính phi ra, ngồi xuống dưới ghế của mình, thản nhiên nói tôi nói phải bổ nhiệm Dương Quan Quan làm giám đốc kín, các vị cổ đông có ý kiến không? Không có, không có. Những vị cổ đông đó đều là những công ty cao cấp, dường như đến hơi sớm, cũng chính mắt thấy Tề Đẳng Nhàn trừng trị Triệu Cường như thế nào. Bây giờ, nhìn hướng chính phi bị Tề Đẳng Nhàn đánh cho giống như con chó, làm sao còn dám nói nửa câu rong rải. Hơn nữa, bọn họ cũng hiểu được tố chất Dương Quan Quan hơn người một chút, đã từng đi du học, huống hồ, ngực so với Kiều Thanh Vũ lớn hơn rất nhiều, cảnh đẹp ý vui rất thích hợp. Họ Tề, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày, hướng chính phi gượng gạo đứng thẳng dậy, trên mặt là máu, dữ tợn nói. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn gã ta một cái. Nói, nếu đã muốn vậy hạ quyết định, tan họp đi, Dương Quan Quan đến văn phòng của tôi, chính thức tiếp nhận công việc giám đốc bí đi. Hướng chính phi đập bàn, giận dữ hét, ai cũng không được đi. Họ Tề kia, mày chờ tao, tao gọi điện cho hướng Đông Tinh. Mày chó dữ dán cả gan cắn lại chủ nhân, xem cô ta trừng phạt con chó như mày như nào. Kiều Thanh Vũ cũng vội vàng nói, đúng vậy, gọi điện thoại cho hướng Tổng. Chẳng qua là Tề Đẳng Nhàn giúp hướng Tổng dạy dỗ một con chó mà thôi, cắn lại chủ nhân, chắc chắn phải bị trừng trị. Hiện giờ cô ta cũng bị dọa sợ không nhẹ, không nghĩ tới Tề Đẳng Nhàn lại bạo lực như vậy, đánh hướng chính phi một trận ngay tại chỗ. Hướng chính phi bấm số điện thoại hướng Đông Tình trước mặt mọi người, mở loa ngoài. Tìm tôi có chuyện gì? M thanh lạnh nhạt của hướng Đông Tình phát ra từ loa điện thoại truyền ra đến, trước sau như một lạnh như băng. Đông Tình. Chủ tịch Bù nhìn ở tư bản Thiên Lại, tôi chủ trì thông báo tuyển dụng lại đánh tôi. Em cho tôi toàn quyền phụ trách thông báo tuyển dụng công tác giám đốc bí, tôi đã muốn tuyển người tốt, nhưng người này giữa chừng đấu tranh, bãi bỏ phương án của tôi, cố chấp tuyển một người khác. Tôi không đồng ý, hắn ở trước mặt mọi người đánh tôi một trận. Em nói, chuyện này nên xử lý thế nào? Hướng chính phi không khỏi nghiến răng nghiến lợi hỏi, trong lòng đã muốn căm hận đầy máu. Hướng Đông Tình nói, cậu bị đánh. Hướng chính phi nói, mũi tôi thậm chí còn gãy. Hướng Đông Tình nói, ồ, vậy cậu còn không đánh lại đi. Cũng không phải trẻ con, đánh không lại còn muốn mách cha mẹ. Huống hồ, tôi cũng không phải người nhà cậu. Hướng Đông Tình nói ra những lời này trực tiếp khiến cho hướng chính phi suýt nữa hộc máu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tôi đánh không nổi hắn. Hướng chính phi đuối lý nói. Đánh không lại vậy không có cách nào à, người ta là chủ tịch, cậu là tổng giám đốc. Cậu không nghe lời, bị người nhà đánh, còn đánh không lại người ta, vậy còn có cái gì không dám? Hướng Đông Tinh hỏi. Không phải, cô không phải nên làm chủ cho tôi sao? Hắn có thể có ngày hôm nay, tất cả đều là do cô ban ơn, bây giờ hắn trái lại đánh tôi người trong hướng ra, lấy oán trả ơ, không xử lý một chút sao? Đầu óc hướng chính phi cũng không đủ dung, khiếp sợ hỏi. Hướng Đông Tinh nhàn nhạt nói, được, tôi xử lý một chút. Cậu lập tức từ chức tổng giám đốc tiếng trời tư bản đi, quay về làm việc ở trụ sở chính, chức vị này tôi sẽ tìm người khác thế chỗ. Đầu hướng chính phi cảm giác như bùng nổ, hướng Đông Tinh rốt cuộc có ý gì, bỗng dưng sắp xếp loại hành vi xấu xa này, lại có thể theo đuổi tự do. Bản thân bỗng nhiên bị đánh, lại không có gì. Hơn nữa. Kết quả cuối cùng lại là bản thân bị mất chức. Gọi về công tác ở trụ sở chính. Làm việc ở trụ sở chính, đâu phải là giám đốc của một công ty mới, vua một cõi về sau sao sống được. Lời nói hướng Đông Tinh, tất cả mọi người từ đầu đến cuối đều nghe lọt vào lỗ tai. Vẻ mặt Tề Đẳng Nhàn hờ hững ngồi xuống, xem hướng Đông Tinh có thể xử trí hắn như thế nào. Hiện giờ, hoàn cảnh tập đoàn hướng thị vô cùng khó khăn từ từ càng lún sâu. Đến lúc đó còn phải dựa vào hắn phá cục. Nghe nói Ngọc Tiểu Long trở về đế đô, đã tập hợp lượng vốn lớn từ xí nghiệp của Ngọc gia, để chuẩn bị tất cả đầu tư vốn vào cuộc chiến này để thâu tóm tập đoàn hướng thị. Áp lực lớn như vậy, một mình hướng Đông Tinh không gánh được, còn phải dựa vào Tề Đẳng Nhàn. Gương mặt Dương Quan Quan mông lung, làm xoa hướng Đông Tinh lại thiên vị Tề Đẳng Nhàn như vậy. Người thân trong nhà bị đánh, còn chẳng quan tâm. Thậm chí còn trực tiếp chuyển người đi nơi khác. Đi rồi, T
Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, vẫy vẫy tay với Dương Quan Quan, ung dung nói. Dương Quan Quan lấy lại tinh thần, sau đó thoáng cúi đầu với các vị cổ đông, đuổi kịp bước chân Tề Đẳng Nhàn. Hướng Chính Phi ngồi yên tại chỗ hồi lâu, mãi cho đến khi mọi người đã đi hết, lúc này hắn mới hồi phục lại tinh thần. Kiều Thanh Vũ cũng là có hơi hồn bay phách lạc, nắm chắc giám đốc Đồng Bí, bỗng nhiên lại thất bại. Mà, Hướng Chính Phi còn bị Tề Đẳng Nhàn đánh thành dáng vẻ như tên rác rưởi. Cô ta nhớ lại bản thân trước đây ở trước mặt Dương Quan Quan và Tề Đẳng Nhàn thái độ đầy kiêu ngạo trong lời nói, gương mặt không khỏi đỏ bừng. Thật sự là rất mất mặt. Trong lời nói vừa mới có bao nhiêu kiêu căng, giờ đây khuôn mặt thì có đau bấy nhiêu. Từ giờ trở đi cô là ủy viên quản trị của Tư Bản Thiên Lại, nhưng mà, hội đồng quản trị còn chưa thành lập, cho nên, cô tạm thời phụ trách cùng với tôi. Cô dành thời gian tìm hiểu một chút về công ty để đưa vào hoạt động phương, mục tiêu và cách thức triển khai hoạt động, sau đó thử bắt đầu tiến hành làm việc. Lúc sau Tề Đẳng Nhàn đưa Dương Quan Quan đến văn phòng của mình, đưa nhiệm vụ mà mình đã sắp xếp cho cô. Tâm tình Dương Quan Quan còn phải nói cực kỳ phức tạp, trước đó còn khinh thường người con trai này, trong nháy mắt, lại trở thành người lãnh đạo trực tiếp của chính mình. Dương Quan Quan có hơi do dự hỏi, Tề Tổng, tôi không cần phải phụ trách ông Tổng Thần Bí đúng không? Ông Tổng Thần Bí không quan tâm đến hoạt động của công ty đâu, chỉ để ý lấy tiền và tiền. Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ, sau gió trả lời như vậy. Hướng Đông Tinh hết sức tạo ra một nhân vật như vậy khiến kẻ địch khiếp sợ, dĩ nhiên hắn sẽ không chủ động vạch trần. Sau khi nghe Tề Đẳng Nhàn giải thích, trong lòng Dương Quan Quan không tránh khỏi có chút thất vọng. Vốn dĩ cô ta từ nơi ngàn dặm xa xôi chạy về Trung Quốc ứng tuyển vào vị trí thư ký hội đồng quản trị của Thiên Lại cũng là do Tổng Giám Đốc Thần Bí này thu hút, cô ta cảm thấy có thể dựa vào nền tảng này để tiến lên trình độ cao hơn. Đáng tiếc, vị Tổng Giám Đốc Thần Bí này thấy đầu không thấy đuôi, giống như chỉ đầu tư rồi thu lại tiền, không hề quan tâm đến chuyện làm ăn. Tề Đẳng Nhàn nói với Dương Quan Quan, để cô gọi tôi là Tề Tổng cũng không thuận miệng lắm thì phải, tùy cô gọi kiểu gì cũng được. Dương Quan Quan cũng không khách sáo, gật đầu nói, được, vậy hiện tại công việc của tôi là gì? Cô có thể xem những tài liệu này, xử lý được cái nào thì xử lý, tôi chuồn đi trước. Tề Đẳng Nhàn lười biếng đứng dậy, mỉm cười nói. Hả, Dương Quan Quan ngẩn người. Tôi không muốn nhúng tay vào bất cứ chuyện gì hết nên mới thuê cô về làm thư ký hội đồng quản trị đấy. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Hắn không quen làm những hoạt động kinh doanh này. Cũng xem không hiểu mà cũng lười đi học thêm. Cho đến giờ vẫn luôn là một tên tổng giám đốc nhàn rỗi. Dương Quan Quan gật đầu, cô ta nghĩ lại, chẳng qua Tề Đẳng Nhàn cũng chỉ là con rối bị Hướng Đông Tinh và vị tổng giám đốc thần bí đặt trước sân khấu mà thôi. Người thực sự chịu trách nhiệm vẫn là do Hướng Đông Tinh đã sắp xếp sẵn trong công ty. Danh tiếng chủ tịch của hắn nghe có vẻ dọa người nhưng thực tế lại chẳng làm gì cả. Nếu không thì vị Tổng Giám Đốc Hướng Chính Phi đã không nhảy ra đối đầu với hắn làm gì. Cũng phải, anh ta vốn là một quản giáo, làm sao tự nhiên có thể quản lý được công ty lớn như vậy chứ? Dương Quan Quan lắc đầu cười tự giễu, sau đó bắt đầu xem văn kiện. Mình sẽ làm việc chăm chỉ để tạo ra thật nhiều lợi nhuận cho Thiên Lại. Chờ tới khi kiếm được nhiều tiền hơn, tự nhiên Tổng Giám Đốc Thẩm Bí sẽ biết được tên của mình. Đến lúc đó sẽ có được cơ hội gặp mặt thôi. Sau khi Dương Quan Quan cuộn chặt tay quyết tâm đảm nhiệm vị trí thư ký hội đồng quản trị của Thiên Lại, cô ta bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch cho tương lai. Dương Quan Quan coi vốn liếng là nền tảng quan trọng nhất của cuộc đời, mà người có thể khiến cô ta thăng tiến cao hơn chỉ có thể là vị Tổng Giám Đốc Thần Bí này mà thôi. Tề Đẳng Nhàn vừa mới rời khỏi công ty liền bị Hướng Đông Tinh gọi đến tập đoàn Hướng Thị, chưa gì đã thấy Hướng Đông Tinh đen mặt hỏi, anh đánh Tổng Giám Đốc mà tôi cất công sắp xếp thành như vậy rồi. Bây giờ tôi biết bảo ai đi đảm nhận nữa đây. Tề Đẳng Nhàn nói, để cho Lý Vân Uyển làm cũng được, cô ấy rất có hứng thú với Tư Bản Thiên Lại đấy. Hướng Đông Tinh không khỏi sửng sốt, nhíu mày hỏi, anh xác định. Tề Đẳng Nhàn tùy ý gật đầu. Tuy rằng Lý Vân Uyển đang làm việc trong tập đoàn Mộc Tử, nhưng hiện tại quyền lực vẫn nằm trong tay bố cô ta Lý Long Dịch. Cho nên bây giờ cô ta chạy ra ngoài làm cũng không phải là không thể. Nếu như là người khác làm như vậy, sắp xếp như vậy, chắc chắn Hướng Đông Tinh sẽ không đồng ý, thậm chí còn nổi trận lôi đình. Nhưng ở chung với Tề Đẳng Nhàn đã lâu, cũng coi như Hướng Đông Tinh đã nắm rõ được tính nết của hắn, cô
cô ta biết thừa tên này thật sự không thèm tranh quyền đoạt lợi. Người là anh tiến cử, tự mình thu xếp đi, Hướng Đông Tinh nói. Tề Đẳng Nhàn gật đầu chấp thuận, quay đầu lại gọi điện thoại cho Lý Vân Uyển, bảo cô ta đến Tư Bản Thiên lại báo tên là được. Mang tiền lương hàng năm cùng phần trăm lợi nhuận đã thu xếp xong xuôi, việc còn lại hắn cũng không muốn tham gia nữa, Tề Đẳng Nhàn phủi mông bước đi. Khoan đã, còn có một chuyện nữa. Hướng Đông Tinh trầm giọng. Sao cơ, Tề Đẳng Nhàn hỏi. Hướng Đông Tinh ngồi trên ghế ông chủ, ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn gõ nhẹ, nói, Ngọc Tiểu Long từ đế đô huy động được chục tỷ tiền vốn, lúc nào cũng có thể tham gia vào trận chiến này. Có lẽ là vì kiêng kỵ vị tổng giám đốc thần bí mà chúng ta thổi phồng lên nên Từ Ngạo Tuyết đã nới lỏng điều kiện, sẵn sàng giải quyết phân tranh thông qua phương thức nắm giữ cổ phần chéo. Anh thấy tôi có nên đồng ý không? Tề Đẳng Nhàn cười nhạo, tổng giám đốc thần bí chẳng qua chỉ là bọt biển do cô thổi lên, bất kỳ lúc nào cũng có khả năng vỡ. Từ Ngạo Tuyết đã mang tổng giám đốc thần bí mà cô thổi phồng trở thành Sở Vô Đạo, mà Ngọc Tiểu Long lại biết tên Sở Vô Đạo này. Hiện tại Sở Vô Đạo đã ra tù, lúc nào Ngọc Tiểu Long cũng có thể tìm được anh ta. Đến lúc đó chỉ cần hỏi anh ta một chút là rõ chân tướng mọi chuyện. Khi đó Từ Ngạo Tuyết lại nắm giữ cổ phần tập đoàn Hướng Thị, còn có Ngọc Tiểu Long hỗ trợ, cộng thêm thế lực ở đế đô làm chỗ dựa vững chắc, cô chịu được sao? Trong lòng Hướng Đông Tinh cũng có chút do dự, nhưng suy nghĩ của cô ta so với Tề Đẳng Nhàn đúng là không khác nhau là mấy, cảm thấy lối đi này có chút không được. Kiểu gì đến cuối cùng cũng phải chộp vũ khí rồi anh chết tôi sống. Cuối cùng Hướng Đông Tinh gật đầu, nói anh nói cũng đúng, nhưng thế lực của đối phương nhiều vô kể, dù sao anh cũng phải có gì cho tôi tin tưởng chứ. Tề Đẳng Nhàn nói, tập đoàn Hướng Thị là doanh nghiệp lớn như vậy, cũng không đến mức không chịu nổi, nếu đánh một trận thì vẫn được. Phải để cho tiền của bọn họ lún sâu hơn chút nữa thì mới dễ ra tay, nếu không, bọn họ mà rút trước thì chúng ta một xu cũng không lấy được. Tôi cam đoan chắc chắn đến lúc đó cô sẽ kiếm được một khoản khổng lồ, trận này cô muốn đánh thế này thì đánh thế ấy. Hướng Đông Tinh nghe Tề Đẳng Nhàn thề non hẹn biển, ngôn từ chuẩn xác, liền nói, cũng được, dù sao tôi cũng không có gì để mất. Hơn nữa nếu đã lựa chọn tin tưởng anh thì sẽ tin đến cùng. Hướng Tổng quả là một người thông minh, Tề Đẳng Nhàn giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Hướng Đông Tinh là một nữ cường nhân đối với bản thân cũng rất có lòng tin. Cho dù tập đoàn Hướng thì có bị đánh bại đi chăng nữa thì cô ta vẫn còn vốn liếng, có thể dựa vào đó tái xuất giang hồ. Hướng Đông Tinh lại đưa tay gạt bút chì cắm trên tóc, lạnh lùng nói, nhưng nếu như để tôi phát hiện anh lừa tôi, thì cho dù làm quỷ tôi cũng phải đi theo anh. Vậy tôi treo một cái chung quỳ ở đầu giường là được rồi. Tề Đẳng Nhàn nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Hướng Đông Tinh bị những lời này làm cho tức đến gần chết, xong rồi. Không còn việc gì nữa tôi mời anh đi cho. Tề Đẳng Nhàn cũng không trở về nhà nằm ngay mà ở trong tập đoàn Hướng Thị đợi đến giờ ăn trưa, cơm nước xong xuôi mới rời đi. Trong lúc này hắn có suy nghĩ một số chuyện, nhanh như vậy mà Ngọc Tiểu Long đã huy động được cả chục tỷ tiền vốn rồi. Đoán chừng là đang muốn động tay động chân, hoặc cũng có thể trong quá trình trao đổi bị Tề Đẳng Nhàn chọc giận nên mới định khiến cho hắn nhận ra cái gì mới là chênh lệch, cái gì mới là khoảng cách. Ngỗng đầu to, tôi cho anh sắp xếp tiền bạc đã chuẩn bị xong chưa? Tề Đẳng Nhàn gọi điện thoại trở về nhà tù U Đô, tìm được Cổ Tân Tư Cơ, mở miệng hỏi. Ha ha ha, nhị đương gia, gần đây tôi sai người điều tra một chút, cảm thấy phương án của anh rất khả thi, rất có cơ hội kiếm tiền. Ừ, tôi có hỏi thêm một số người bạn, đã góp được 50 tỷ vàng vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của tôi, tất cả đã sẵn sàng. Cổ Tân Tư Cơ cười sảng khoái. Tài sản của Cổ Tân Tư Cơ lên đến hàng trăm tỷ đô la, ví tiền của người dân ở Tuyết Quốc đều bị tên đầu sỏ này bào sạch. Một mình anh ta có lẽ không kiếm được số tiền khổng lồ đó, nhưng anh em của anh ta cũng đều là đầu sỏ móc sạch ví tiền của người dân Tuyết Quốc. Góp được 50 tỷ vàng, tuy nói có vẻ khó nhưng cũng không phải là chuyện không thể thực hiện. Tề Chờ Nhàn yên lòng, nói còn có một chuyện cần nhờ anh thu xếp một chút. Hãy tìm cho tôi thêm vài chuyên gia về kinh tế vĩ mô và vi mô, tôi chuẩn bị bắt đầu rồi. Cổ Tân Tư Cơ cũng toàn tâm toàn ý chấp thuận, loại chuyện kiếm được tiền tốt như này có gì mà phải từ chối chứ. Tập đoàn Hổ Môn, tập đoàn Từ Thị và các thế lực khác nếu đã muốn động đến tập đoàn Hướng Thị, thì việc đầu tiên chính là đem vốn đầu tư rót vào thị trường chứng khoán để làm chống.
tự nhiên có một lượng số lớn tiền đổ vào thị trường chứng khoán như vậy sẽ gây ra sự hỗn loạn, điều này khiến cho nhiều kẻ nắm được cơ hội. Mặc dù Cổ Tân Tư Cơ đang ngồi trong tù nhưng cũng đã không ít lần ra lệnh cho người nghiên cứu tình hình một lượt. Anh ta phát hiện thật sự sẽ sản sinh lợi nhuận liền nhanh chóng liên hệ với mấy người bạn cũng là đầu sỏ của Tuyết Quốc, huy động được khoảng 50 tỷ vàng. Đám người từ Ngạo Tuyết khiến cổ phiếu của tập đoàn Hướng Thị tăng cao, tập đoàn Hướng Thị thu được bao nhiêu, đến khi đó phải xem tiền bên nào nhiều hơn mới phân thắng bại được. Có trong tay 50 tỷ này, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy không thể thua được. Lúc trước khi gặp mặt đám người Ngọc Tiểu Long, từ Ngạo Tuyết cùng lắm cũng chỉ là khẩu chiến mà thôi. Nếu lần này thực sự làm như vậy chẳng khác gì xé mặt nhau. Tổn thất lần này cũng không phải là chuyện nhỏ mấy trăm vạn như trước mà là mấy tỷ, mấy chục tỷ. Tuy mình không cần Ngọc Tiểu Long giúp nhưng cô ta vẫn chủ động hỗ trợ vài lần. Dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là mình đã nợ cô ta một ân tình. Được rồi, đến khi đó quay lại cảnh cáo cô ta một chút, nếu vẫn không thể khiến cô ta thay đổi thì cũng chẳng phải lỗi do mình. Tề Đẳng Nhàn vuốt cằm trầm tư một hồi, mũi tên này một khi đã bắn đi thì không thể có chuyện quay trở lại cung tên được. Dù là muốn thu lợi từ phía từ Ngạo Tuyết thì vẫn luôn phải thận trọng từng bước, không chút vội vàng, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ được. Đinh linh linh, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tề Đẳng Nhàn thấy là số lạ thì trực tiếp cúp máy. Một lúc sau điện thoại lại vang lên. Tề Đẳng Nhàn thấy đây đã là cuộc gọi thứ hai thì mới bắt máy, sau khi nhận liền nghe được giọng điệu khách sáo từ bên kia, xin chào Tề tiên sinh, tôi là Dương Lệnh Quang chủ tịch tỉnh Đông Hải. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người hỏi lại, chủ tịch tỉnh, ngài tìm tôi có việc gì sao? Dương Lệnh Quang nói tiếp, là như này, có người nhờ tôi tìm Tề tiên sinh, không biết Tề tiên sinh có rảnh để gặp mặt không? Không rảnh, gần đây tôi rất bận, Tề Đẳng Nhàn nói xong câu này liền cúp điện thoại. Dương Lệnh Quang cầm điện thoại mà đơ người, mẹ nó, cũng gan quá ha, có người dám cúp thẳng điện thoại của ông ta luôn. Đối với chuyện Dương Lệnh Quang tìm mình tất nhiên trong lòng Tề Đẳng Nhàn đã biết rõ lý do, rõ là vì chuyện của Sở Vô Đạo. Hắn không biết Sở Vô Đạo có thể giúp hắn làm gì, nhưng việc có thể khiến cho vị vĩnh dạ quân vương này mở lời trước thì chắc chắn chẳng phải chuyện gì đơn giản. Tề Đẳng Nhàn không muốn dính tới phiền phức, trốn được lúc nào hay lúc đó vậy. Chủ tịch tỉnh, việc này, thư ký Ngô nhìn thấy Dương Lệnh Quang bị đối xử như vậy, bày ra vẻ mặt cười khổ. Chờ đến khi rảnh tôi sẽ đến thẳng công ty tìm cậu ta. Sắc mặt Dương Lệnh Quang tối sầm lại, trầm giọng nói. Không chỉ có vậy, Tề Đẳng Nhàn còn được Kiều Quốc Đào gọi đến Kiều gia một chuyến. Kiều Quốc Đào thân là trưởng bối nên đối xử với hắn rất mực quan tâm, hỏi thăm tình hình công việc gần đây thế nào. Giữa cháu và Thu Mộng tuy có danh phận vợ chồng nhưng lại không có tình cảm, như vậy cũng không tốt lắm. Bố cháu gửi thư cho chú bảo chú thúc giục cháu mau lên. Kiều Quốc Đào thở dài, nói. Ách ách ách, chú Kiều, cháu sẽ cố gắng. Chú cũng biết tính tình Thu Mộng cao ngạo, mà thành tích hiện tại của cháu ở trong mắt cô ấy cũng không được tốt lắm. Tề Đẳng Nhàn nhanh chóng đáp ứng. Kiều Quốc Đào bất đắc dĩ gật đầu, đúng là con gái ông cao ngạo, người làm cha như ông hiểu rõ. Nhất là gần đây, hình như Kiều Thu Mộng vô cùng để ý đến sự xuất hiện của Tổng Giám Đốc Thần Bí kia, hỏi thăm khắp nơi. Trên phố cũng có lưu truyền vài tin đồn, nói là vị tổng giám đốc thần bí này có ý với Kiều Thu Mộng, đồn đến mức không thể chấp nhận chính là lúc trước Kiều Thu Mộng đã sớm tự định chung thân với vị lão tổng thần bí này rồi, chẳng qua lúc đó lão tổng thần bí này quá nghèo nên mới bị Kiều gia dùng gậy đánh uyên ương. Hiện tại lão tổng thần bí quật khởi chính là để tìm lại người phụ nữ mình yêu nhất năm đó. Cái này khiến cho Kiều Quốc Đào vẫn luôn lo lắng cho đoạn nhân duyên giữa Tề Đẳng Nhàn và Kiều Thu Mộng càng thêm lo lắng sốt ruột hơn. Bàng Tú Vân nghe thấy vậy thì khinh thường ra mặt, lão tổng thần bí đó có năng lực lớn như nào, có thể dọa cho hai người từ Ngạo Tuyết và Vương Hổ rút lui, sau lưng còn có Tiên Lai Capital trị giá vài tỷ làm chỗ dựa là thứ mà tên phế vật như Tề Đẳng Nhàn có thể so sánh được sao. Kiều Thu Mộng cả người mệt mỏi vừa về tới nhà nhưng trên mặt lại khó nén khỏi hưng phấn và kích động. Gần đây chuyện tốt kéo đến liên tục, hạng mục hợp đồng cứ một cái lại một cái kéo đến khiến cô ta kiêu ngạo hẳn ra. Nói chuyện hợp tác thỏa đáng với Tiên Lai Capital, còn có điều kiện chia lợi nhuận cực kỳ phong phú quả thực chính là giống như nhặt được tiền vậy. Hắn cũng giúp mình lấy được hợp đồng hợp tác trăm triệu với bên tập đoàn Hướng Thị nhưng so với Tiên Lai Capital bên này thì lại ít đi rất nhiều.
Kiều Thu Mộng nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì hơi gật đầu một chút, trong lòng lại nghĩ. Cô ta đã bắt đầu so sánh giữa Tề Đẳng Nhàn với vị lão tổng thần bí chưa từng lộ diện kia, cảm thấy khoảng cách chênh lệch giữa hai người là cực kỳ lớn. Sao rồi, hôm nay Thu Mộng có gặp được vị lão tổng thần bí kia không? Bàng Tú Vân hưng phấn hỏi. Không có đâu mẹ, là do cao tầng trong Tiên Lai Capital tới bàn chuyện hợp tác với con. Vị lão tổng này thật sự rất thần bí, nhóm nhân viên của anh ta cũng không biết rõ được anh ta là thần thánh phương nào. Kiều Thu Mộng bất đắc dĩ cười, lắc đầu nói. Bàng Tú Vân nói, vậy thì thật đáng tiếc, vị lão tổng thần bí này giúp con như vậy, dù sao đi nữa thì con cũng phải tìm được cơ hội gặp mặt người ta nói cảm ơn mới phải. Kiều Thu Mộng nói, con tin rằng nhất định sẽ có ngày nhìn thấy hắn. Sẽ có cơ hội này. Tề Đẳng Nhàn hơi im lặng một chút, lão tổng thần bí chỉ là thủ đoạn lăng xê ảo ảnh của Hướng Đông Tinh mà thôi, nhưng hiện giờ xem ra, hình như có rất nhiều người lại coi hắn trở thành người thật. Anh ra ngoài với tôi một chút, sau khi ăn cơm chiều xong, Kiều Thu Mộng nói với Tề Đẳng Nhàn một câu để hắn ra ngoài tản bộ với cô ta. Tề Đẳng Nhàn cũng không biết là cô ta muốn nói chuyện gì nên lập tức đi theo sau. Anh đừng có tham gia vào đấu tranh giữa tập đoàn Hướng Thị và tập đoàn Từ Thị nữa, cứ thanh thản ổn định làm tốt công việc của anh là được rồi, anh cũng không còn là đại thiếu gia Tề gia của trước kia nữa đâu. Kiều Thu Mộng mở miệng chính là một miệng lời nói nghiêm trọng, ngữ khí mang theo hương vị cảnh cáo. Tề Đẳng Nhàn nói, sao lại muốn nói chuyện này với tôi? Kiều Thu Mộng lắc lắc đầu, hôm nay tôi vô tình chạm mặt với Từ Tổng nên có hàn huyên vài câu với cô ta. Cô ta có thành lập một công ty đầu tư rồi mời tất cả các xí nghiệp lớn của thành phố Trung Hải đầu tư vào, số tiền được đầu tư đó đều sẽ được đầu nhập vào trong cuộc đấu tranh với tập đoàn Hướng Thị. Tất nhiên là cô ta cũng có mời tôi. Tuy rằng tôi không tham gia vào nhưng cũng không muốn tiếp tục bàng quan đứng nhìn anh lấy trứng chọi đá. Từ Tổng, còn có Vương Hổ, thậm chí còn nghe nói Ngọc Tướng Quân cũng sẽ hỗ trợ đầu tư. Anh đứng về phe tập đoàn Hướng Thị nhảy nhót lung tung ở trước mặt bọn họ. Sớm hay muộn gì cũng sẽ tan xương nát thịt. Một khi tập đoàn Hướng Thị ngã xuống thì sẽ không còn ai có thể bảo vệ cho anh được nữa. Tề Đẳng Nhàn nói, cô khẳng định là tập đoàn Hướng Thị sẽ thua sao? Không phải cô rất tin tưởng vào vị lão tổng thần bí này hả? Tuy rằng bối cảnh của lão tổng thần bí phi phàm nhưng tài chính lần này của bọn họ quá khổng lồ, chẳng sợ anh ta có khả năng thông thiên đi nữa thì cũng sẽ không có biện pháp nào ngăn cản được đại thế cuồn cuộn này. Anh ta là người thông minh, nhiều lắm là cho Hướng Đông Tinh mượn thế mà thôi, sẽ không thật sự tham gia vào đó, nếu không thì cũng sẽ chưa từng hiện thân cho tới bây giờ. Nhưng mà ngược lại là anh lại giống như một tên ngốc vậy, cái gì cũng không biết sao. Kiều Thu Mộng nhìn Tề Đẳng Nhàn, trên mặt đều là lạnh lẽo trầm giọng hỏi. Tề Đẳng Nhàn cười nói, cái gì tôi cũng biết rõ cả, thậm chí tôi còn biết từ Ngạo Tuyết, Vương Hổ và những người đó nhất định sẽ thua. Anh dựa vào cái gì mà khẳng định như vậy? Kiều Thu Mộng có hơi nổi cáu hỏi. Bởi vì, tôi giúp Hướng Đông Tinh. Tề Đẳng Nhàn ăn nói mạnh mẽ nói. Kiều Thu Mộng nghe xong lời này, tức giận đến nỗi trước mặt tối sầm. Cô rất muốn cậy mở đầu Tề Đẳng Nhàn ra xem, bên trong tóm lại có cái gì, mới có thể khiến hắn tự tin thế này. Kiều Thu Mộng cắn răng nói, nếu anh cố ý làm như vậy, cũng chỉ có con đường tự chịu diệt vong đón chờ anh. Với lại, vì để không liên lụy đến Kiều gia, tôi với anh sẽ ly hôn. Tề Đẳng Nhàn cười cười, dứt khoát không tiếp lời. Tôi không biết Hướng Đông Tinh đã cho vẽ cho anh bánh mì loại lớn gì, thậm chí cho anh làm chủ tịch bù nhìn của tư bản thiên lại, nhưng anh phải biết rằng, trên thế giới này không có cái gì thiên vị là vô duyên vô cớ cả. Đến lúc đó, nếu thật sự xảy ra chuyện lớn như trong lời nói, anh sẽ là người đầu tiên phải gánh vác. Anh cho rằng, anh có thể gánh vác được. Kiều Thu Mộng cắn chặt răng, tiếp tục nói, hy vọng Tề Đẳng Nhàn có thể xác định rõ lập trường sớm một chút, không cần tiếp tục đối đầu với đám người từ Ngạo Tuyết. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, xem ra, Dương Quan Quan đã nói chuyện hắn làm chủ tịch tư bản thiên lại cho Kiều Thu Mộng biết. Cũng khó trách, hôm nay bản thân Kiều Thu Mộng lại nói nhiều như vậy, hiển nhiên là cảm thấy hắn thăng chức quá nhanh. Hơn nữa, người bên ngoài không hiểu tại sao hắn thăng chức một loạt như vậy. Dựa vào cái gì mà Hướng Đông Tinh lại đối xử tốt với hắn như thế? Trong lòng Tề Đẳng Nhàn có phần xúc động xen lẫn tiếc nuối, cảm động vì là, Kiều Thu Mộng lương thiện, suy nghĩ cho hắn. Tiếc nuối vì là, cô thật sự không một chút nào hiểu hắn. Đã nói đến đây rồi,
tự anh tĩnh tâm ngẫm lại đi. Ngày mai là ngày kỷ niệm ba mẹ tôi kết hôn, tôi sắp xếp phòng ở khách sạn Thiên Địa, anh cũng ở lại cùng nhau đi. Kiều Thu Mộng thở dài, vẫy tay, không tiếp tục nói nữa. Tề Đẳng Nhàn đưa Kiều Thu Mộng về nhà, sau đó lập tức quay về Sơn Trang Vân Đỉnh. Sáng sớm hôm sau, Lý Vân Uyển đến từ bản thiên lại, cười đến mức trên mặt như nở hoa. Cô ta không ngờ rằng, Tề Đẳng Nhàn thật sự giao cho cô làm chức vụ tổng giám đốc ở tư bản thiên lại. Dương Quan Quan sửng sốt khi nhìn thấy Lý Vân Uyển lúc sai, giống như nhìn thấy ma, nói, Vân Uyển, cô lên làm giám đốc ở tư bản thiên lại. Lý Vân Uyển gật gật đầu với Dương Quan Quan, cười nói, đúng vậy. Là Tề Đẳng Nhàn giúp tôi sắp xếp, Tề Đẳng Nhàn ở trước mặt hướng tổng, lời nói vẫn rất có trọng lực. Dương Quan Quan không khỏi lần nữa kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng hơi thừa nhận ý nghĩ của Kiều Thu Mộng. Hướng Đông Tình giúp Tổng Giám Đốc Thần Bí thành lập tư bản thiên lại, để Tề Đẳng Nhàn thay thế làm chủ tịch trước, chắc chắn là có mục đích, không thể cuối cùng muốn cho hắn gánh vác, nói cách khác, dựa vào đâu mà đối xử tốt với hắn như vậy. Thậm chí, ngay cả bổ nhiệm Tổng Giám Đốc, lời nói Tề Đẳng Nhàn cũng có sức nặng. Tương tự, trong lòng cô cũng khéo léo cảm thấy được một ít điều khác lạ, quan hệ giữa Lý Vân Uyển và Tề Đẳng Nhàn làm sao mà tốt như vậy. Tề Đẳng Nhàn để cô ta làm tổng giám đốc. Theo lý mà nói, Lý Vân Uyên và Kiều Thu Mộng là bạn bè, Kiều Thu Mộng rất khinh thường, biểu cảm của Lý Vân Uyển cũng phải giả đối với hắn mới đúng chứ. Kìm nén sự nghi ngờ chồng chất lại, một lúc nữa hội nghị cấp cao sẽ bắt đầu tiến hành, thông qua quyết định bổ nhiệm Lý Vân Uyển giữ chức giám đốc tư bản thiên lại. Hôm nay Tề Tổng không đến đây sao? Lý Vân Uyển hỏi một người cấp cao, lần trước lúc cô đến vừa đúng lúc gặp qua. Lý Tổng, phong cách làm việc Tề Tổng khá không tập trung, khi nào hắn đến thì đến, chúng tôi cũng không rõ. Người cấp cao bất đắc dĩ cười khổ đáp lại. Cảm nhận rằng ở giữa nơi cao cấp này Tề Đẳng Nhàn ở đây rất có trọng lượng, dù sao lần trước Tề Đẳng Nhàn thể hiện sự cứng rắn của mình khi trừng trị Triệu Cường, chuyện này khiến cho bọn họ đều tâm phục khẩu phục. Lý Vân Uyển à một tiếng, giọng không khỏi hơi nhỏ. Thất vọng, cùng lúc cũng thầm mắng, này Tề Đẳng Nhàn. Sản nghiệp nhà mình mà cũng không để tâm. Ở đây anh có 100 mẫu đất, nếu như bị Hướng Đông Tình phản lại, anh muốn đi tìm hả? Gặp vẻ mặt kỳ lạ của Dương Quan Quan khi nhìn thấy mình, Lý Vân Uyển phục hồi tinh thần lại, cười cười, nói Quan Quan, tôi đi làm quen công việc trước, cô còn bận nữa. Dương Quan Quan gật gật đầu, quay lại văn phòng xử lý tài liệu. Tiếp đó, cô kinh ngạc vô cùng khi phát hiện, nhà Lý Vân Uyển là tập đoàn Mộc Tử. Khai phá đất ở thung lũng giết người, lại có thể chiếm được 100 mẫu. Cái này, tinh thần Dương Quan Quan tỉnh táo lại, tỉ mỉ lật xem tài liệu công ty. Cô phát hiện, thành lập tư bản thiên lại thế mà Tề Đẳng Nhàn lại giữ lấy hơn 20% cổ phần của công ty, hơn 200 mẫu đất. Trong khi, trên danh nghĩa Tề Đẳng Nhàn có hơn 200 mẫu đất, để ra 100 mẫu, miễn phí giao cho tập đoàn Mộc Tử khai phá, cách thức phân chia đối với tập đoàn Mộc Tử cũng là cực kỳ hiền hậu. Thỏa đáng. Mình đây là đào được cái bí mật gì sao? Dương Quan Quan nhạy bén cảm giác được chuyện này không đơn giản, không khỏi cau mày lại. Tề Đẳng Nhàn có 200 mẫu đất, cổ phần chiếm giữ ở tư bản thiên lại hơn 20%, trong đó 100 mẫu đất cứ thế mà để cho tập đoàn Mộc Tử khai thác, mà không phải cho tập đoàn Kiều Thị. Nếu không phải Dương Quan Quan biết Tề Đẳng Nhàn là chồng của Kiều Thu Mộc, lúc này cô có lẽ còn tưởng rằng người kết hôn cùng Tề Đẳng Nhàn là Lý Vân Uyển chứ. Đầu óc Dương Quan Quan mờ mịt, người này có tiền như vậy. Hay Láp Hướng Đông Tinh vì cùng Tổng Giám Đốc Thần Bí phân chia quyền lợi, mà ở đây giấu gián điệp mưu mô gì đó. Hơn hết, cô ngẫm lại cũng hiểu được không có khả năng đó, tập đoàn Hướng thì hoàn toàn đủ để tiêu hóa, có cần phải phân chia khối bánh ngọt lớn là 100 mẫu đất như vậy với tập đoàn Mộc Tử sao? Dương Quan Quan đang cầm tài liệu đứng trước cửa sổ sát đất lặng im suy nghĩ, thì nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn khăn tát đặc biệt đến cửa công ty. Vừa lúc tìm hắn có một số việc, tiện thể đánh hỏi một chút về mấy vấn đề này, Dương Quan Quan không khỏi thầm nghĩ. Lúc sau Dương Quan Quan thu dọn tài liệu xong, lập tức đến văn phòng chủ tịch Tề Đẳng Nhàn. Vừa mới chuẩn bị gõ cửa đi vào, phát hiện cửa phòng không khóa, sau đó, cô nghe được giọng nói của Lý Vân Uyển. Tề sơ, bản lĩnh không nhỏ nhỉ. Tôi còn tưởng rằng nhiều nhất thì anh chỉ cho tôi làm phó tổng thôi, không ngờ rằng còn trực tiếp để cho tôi làm tổng giám đốc. Tiếng cười Lý Uyển Vân như chuông reo.
biết thời biết thế mà thôi, về sau cô làm tốt nhiệm vụ của mình đi, đúng dịp cộng tác với Dương Quan Quan, dù sao quan hệ của các cô cũng không tồi. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói. Dương Quan Quan hiểu được không có gì không thể dò xét, vừa mới chuẩn bị đẩy cửa đi vào, từ trong khe hở cửa nhìn vào khiến cô một trận vô cùng kinh ngạc. Tề Đẳng Nhàn ngồi ở ghế chủ tịch, Lý Vân Uyển tùy ý mà ngồi ở trên trước mặt bàn làm việc của Tề Đẳng Nhàn, một tay hết sức trêu ghẹo kéo cả vạt Tề Đẳng Nhàn, ý cười trên mặt đầy ám muội. Dương Quan Quan không khỏi lẩm bẩm nói, này, quan hệ hai người, dường như thật sự không đơn giản như vậy. Vân Uyển là bạn thân của Mộng Mộng, sao lại thân mật với Tề Đẳng Nhàn như thế này? Sau đó, giây tiếp theo cô lập tức bụng kín miệng lại, bởi vì, cô thấy Lý Vân Uyển vậy mà nhảy từ trên bàn làm việc xuống, thoải mái ngồi nghiêng người trên đùi Tề Đẳng Nhàn. Nếu tôi tham gia quản lý từ bản Thiên Lai, vậy tôi sẽ làm việc một cách lâu dài, 100 mẫu đất kia phân cho tập đoàn Mộc Tử, tôi sẽ không quan tâm, toàn bộ giao cho ba tôi đến xử lý. Lý Vân Uyển ôm cổ Tề Đẳng Nhàn. Nghĩ nghĩ, nói như vậy. Ừ, cô lo xử lý là được. Tề Đẳng Nhàn ngẩn ra, gật đầu đồng ý nói. Tề sơ, tôi sẽ làm cho xí nghiệp chúng ta mạnh mẽ hơn. Lý Vân Uyển cười, cúi đầu trực tiếp hôn ngoài môi Tề Đẳng Nhàn. Trái tim Dương Quan Quan cảm giác như ngừng đập, này. Nếu như bị phát hiện, có thể bị giết người diệt khẩu không? Dĩ mạo thủ nhân, thất chi tử vũ là một học trò của Khổng Tử. Có tướng mạo xấu xí, khi lần đầu tiên Tử Vũ đến xin học Khổng Tử, Khổng Tử dựa vào vẻ ngoài của Tử Vũ mà đánh giá học trò này không có tài năng, nhưng sau khi Tử Vũ nhập môn làm đệ tử của Khổng Tử, không ngừng học tập và nâng cao tài đức. Sau này Tử Vũ trở nên nổi tiếng và thu nhận được rất nhiều học trò. Khi Khổng Tử biết được Tử Vũ thành danh, cảm thán rằng, dĩ mạo thủ nhân, thất chi Tử Vũ, nghĩa là dựa vào diện mạo bên ngoài để đánh giá con người, kết quả đánh giá sai Tử Vũ. Sau này người xưa dùng câu này để nói rằng không thể hoàn toàn nhận biết một người nào đó nếu chỉ thông qua vẻ bề ngoài của anh ta. Nguồn, chùa Phong Hanh. Dương Quan Quan lặng yên không một tiếng động từ cửa văn phòng chuồn gấp, không dám nhìn tiếp, nếu mà bị phát hiện, sau này gặp mặt chắc chắn sẽ rất khó xử. Trời ơi, việc này thật là kích thích mà. Vân Uyển vậy mà lại đi quyến rũ chồng của Mộng Mộng. Mộng Mộng không phải nói Tề Đẳng Nhàn này không có bản lĩnh gì sao? Chẳng qua chỉ là một giám ngục nho nhỏ ngồi ở đáy giếng dính chút vận may thôi mà. Tầm mắt của Vân Uyển không hề kém bất cứ ai, sao có thể để ý một người như vậy chứ? Trong đầu Dương Quan Quan toàn là hoảng hốt, bị hình ảnh ấy đập vào mắt khiến cô ta có hơi không thể tin vào mắt mình. Nếu như là bình thường với cái tai thính của mình, Tề Đẳng Nhàn không có khả năng không phát hiện ra có người đang nhìn trộm. Nhưng đến cả lòng mình còn không thể nào bình tĩnh, tim đập nhanh. Làm sao có thể bảo trì bình tĩnh để quan sát hoàn cảnh đây? Dương Quan Quan chỉ cảm thấy chuyện này quá khó tin, dùng sức lắc đầu, chuyển trọng tâm tập trung sang vấn đề công việc. Thảo nào Tề Đẳng Nhàn lại trực tiếp đưa 100 mẫu đất cho tập đoàn Mộc Tử khai phá, còn để Vân Uyển làm giám đốc điều hành. Thì ra, hai người họ có quan hệ này. Dương Quan Quan mới làm việc một lát, trong đầu lại không nhịn được mà nghĩ đến việc này. Chờ đến giờ tan làm. Dương Quan Quan nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển đi cùng nhau, vừa nói vừa cười, giống như giữa hai người không có gì xảy ra. Chẳng qua là trong lòng có quỷ, trong đầu cô ta không tự chủ được mà hồi tưởng lại hình ảnh đó, khuôn mặt lỡ đỏ lên một chút. Quan Quan, mặt cậu sao lại đỏ như vậy? Lý Vân Uyển nhìn không được hỏi. Có hả, có lẽ là do tôi mới về nước nên chưa quen khí hậu ấy. Dương Quan Quan qua loa trả lời. Nội tâm giãy giụa không biết có nên nói cho Kiều Thu Mộng chuyện này. Chẳng qua là quan hệ giữa cô ta và Lý Vân Uyển cũng rất tốt, nếu nói ra, chỉ sợ sau này gặp mặt sẽ rất khó xử. Lý Vân Uyển bây giờ là giám đốc điều hành của Thiên Lại Capital, cô là thư ký, hai người họ ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp. Lý Vân Uyển nói, đi thôi, đến tử quán thiên địa đi, Mộng Mộng tổ chức kỷ niệm ngày cưới tròn 30 năm cho ba mẹ cô ấy, quà tặng đã chuẩn bị xong chưa? Thừa dịp Tề Đẳng Nhàn đi lấy xe, Dương Quan Quan liền kéo Lý Vân Uyển hỏi. Vân Uyển, tôi thấy cậu và Tề Đẳng Nhàn có vẻ thân thiết. Quan hệ cá nhân của hai người rất tốt sao? Dương Quan Quan biết rõ vẫn hỏi. Rất không tồi, Lý Vân Uyển thản nhiên nói. Dương Quan Quan nói, tôi nhớ rõ tầm mắt của cậu rất cao mà, người nào mà bình thường một chút thì cậu đến cả nói cũng lười nói, sao lại cùng hắn đi lại gần như vậy?
Lý Vân Uyển cười cười, nói, người xưa nói, dĩ mạo thủ nhân, thất chi tử vũ, cậu nhìn người cũng không nên chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên, mà cần phải tự mình quan sát. Tề Sơ người này, không hề đơn giản như trong tưởng tượng của cậu đâu. Hắn rất lợi hại, cậu bây giờ cũng làm việc ở Thiên Tại rồi, từ từ cậu sẽ biết. Dương Quan Quan nhíu mày nói. Thế à, nhưng mà Mộng Mộng khịt mũi coi thường hắn mà. Lý Vân Uyển nói. Tôi cũng không biết tại sao mâu thuẫn giữa bọn họ lại sâu như vậy, dù sao tôi thấy hắn vừa mắt là được. Dương Quan Quan nói, cậu không sợ Mộng Mộng có thành kiến à? Ha ha ha, tôi cũng không sợ, Mộng Mộng nói rồi, nếu tôi thích thì tặng hắn cho tôi luôn cũng được. Lý Vân Uyển đắc ý cười nói. Dương Quan Quan nghe thấy thế thì sửng sốt, thật không ngờ Kiều Thu Mộng lại nói những lời như vậy với Lý Vân Uyển, vậy thì tốt rồi, Lý Vân Uyển có thể quang minh chính đại cùng Tề Đẳng Nhàn ở cùng nhau rồi. Vậy cậu thích hắn à? Dương Quan Quan hỏi. Thích, người đàn ông ưu tú như vậy sao lại không thích, tôi kết hôn với hắn cũng không thành vấn đề. Lý Vân Uyển không chút kiêng dè nói. Dương Quan Quan ngược lại không ngờ Lý Vân Uyển lại nói thẳng thắn như vậy, một vài lời cũng ngại hỏi ra. Chỉ có điều, trong lòng cô ta lại voi cùng tò mò, rốt cuộc Tề Đẳng Nhàn có bản lĩnh gì, có ma lực gì mà khiến người có tầm mắt cao như Lý Vân Uyển phải nhìn hắn với con mắt khác. Tề Đẳng Nhàn lái xe ra, chào hỏi. Hai vị mỹ nữ, lên xe đi. Bởi vì có Dương Quan Quan ở đây, Lý Vân Uyển cũng không tiện trực tiếp ngồi ghế phụ, nàng và Dương Quan Quan cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau. Tề Sơ, cậu nên đổi xe rồi, cứ lái chiếc Phaeton cũ này, làm người ta tưởng là Passat, quá khó coi đó. Đến lúc đó, người khác khó tránh khỏi sẽ nói, chủ tịch Thiên Tại chúng ta nghèo nàn bùn xỉn, nhiều tư sản như vậy mà lại lái một chiếc Passat đi khắp nơi. Sau khi Lý Vân Uyển lên xe, cười hì hì nói. Dương Quan Quan sau khi nghe Lý Vân Uyển nói lời này mới phục hồi tinh thần, cô ta cho rằng chiếc xe này là Passat, chẳng qua cảm thấy nội thất của chiếc xe này có chút khác với Passat bình thường, hơn nữa với thân phận của Tề Đẳng Nhàn, nên cũng không nghĩ tới đây là xe sang như Phaeton. Giờ phút này, sau khi nghe Lý Vân Uyển nói ra, cô ta mới tỉnh ngộ, chiếc xe này là vua trong các loại xe của Volkswagen, sánh ngang với Mercedes Phaeton. Tề Đẳng Nhàn vẻ mặt lạnh nhạt nói. Lái xe gì không quan trọng, chỉ cần đi được là được, tôi lái một chiếc Santana cũng được. Chiếc Phaeton này là chiếc xe khiêm tốn nhất trong gara của Sở Vô Đạo, những chiếc xe còn lại, cũng không có dưới 500 vạn. Tề Đẳng Nhàn không phải người thích rêu rao, không thích lái những chiếc xe đạp chân ga đi ra đường sẽ gây xôn xao đi khắp nơi khoe khoang, thế nên, những chiếc xe còn lại trong gara, hắn một chiếc cũng không đụng lần nào. Ôi, tôi thật là quá lâu. Mất công ở nước ngoài vài năm. Thế mà Passat và Phaeton cũng không nhìn ra. Dương Quan Quan muốn thưởng cho mình hai cái bạt tai, cảm thấy có chút mất mặt. Trên thực tế, loại xe như Phaeton thật sự có quá ít, hơn nữa đã ngừng sản xuất, ngoại hình so với Passat không nhìn ra có khác biệt lớn ở đâu. Hơn nữa, người mua Phaeton cũng không nhiều lắm, nói nữa thì cũng có mấy người từng ngồi qua loại xe như Phaeton. Tề Đẳng Nhàn lái xe. Cùng với hai người đến tử quán thiên địa, đúng lúc xe của Kiều Thu Mộng chở Kiều Quốc Đào và Bàng Tú Vân tới nơi. Chú Kiều, dì Bàng, chúc hai người kỷ niệm 30 năm ngày cưới vui vẻ, chúc hai người đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm. Lý Vân Uyển sau khi thấy hai người, ngay lập tức tặng quà của mình. Chú Kiều, dì Bàng, kỷ niệm 30 năm vui vẻ, chúc hai người hạnh phúc. Dương Quan Quan cũng tặng quà. Tề Đẳng Nhàn cũng có chuẩn bị quà. Theo thứ tự là một cái thắt lưng với một đôi khuyên tai, không tính là khó coi, Bàng Tú Vân hiếm khi tâm tình tốt nhìn hắn. Đi thôi, chúng ta vào ăn cơm, phòng đã chuẩn bị xong. Một nhóm 6 người tiến vào trong tử quán thiên địa, đang muốn vào phòng thuê thì bị một nhân viên phục vụ ngăn lại. Các vị, xin lỗi, phòng đã có người đặt trước, các vị không thể đi vào. Người phục vụ nói, chúng ta là người đã đặt phòng, Kiều Thu Mộng, cậu tra một chút đi. Kiều Thu Mộng nói, nhân viên phục vụ lại lắc đầu, nói, xin lỗi, hôm nay toàn bộ phòng của tử quán thiên địa, đều được vương tổng của tập đoàn Hổ Môn đặt trước. Kiều Thu Mộng không khỏi ngẩn người, nói, cái gì? Nhân viên phục vụ nói, vương tổng của tập đoàn Hổ Môn đã đặt tất cả phòng riêng. Phòng này rõ ràng là tôi đã đặt trước, lúc ấy cũng đã nói là đặt phòng thành công rồi. Kiều Thu Mộng nhíu mày nói, tâm trạng thoáng cái liền trở nên không vui.
Nhân viên phục vụ nói, xin lỗi, hôm nay toàn bộ phòng riêng của tử quán thiên địa đều bị Vương Tổng đặt trước. Không có chỗ trống nào ngoại trừ hoa viên trên tầng cao nhất. Kiều Thu Mộng giận dữ nói, ý anh là sao? Mau gọi cho người quản lý của các người tới đây. Bàng Tú Vân cũng rất tức giận nói, cũng phải để nói đến thứ tự trước sau chứ. Chúng tôi đã đặt phòng thành công, các người quay đầu đã nói tập đoàn hổ môn đặt trước, có ý gì vậy? Nhân viên phục vụ nhún vai, nói, gọi quản lý của chúng tôi đến cũng vô ích, đây là lời của quản lý. Vốn đang vui vẻ đến ăn cơm, kết quả nhân viên phục vụ tử quán thiên địa nói với bọn họ như thế, điều này làm cho sắc mặt Kiều Thu Mộng rất xấu, tâm trạng cũng rất khó chịu. Không chỉ riêng Kiều Thu Mộng, ngay cả đám người Dương Quan Quan và Lý Vân Uyển cũng cảm thấy có chút không thoải mái. Phòng là Kiều Thu Mộng đặt trước, kết quả tập đoàn hổ môn nửa đường xông đến, tử quán thiên địa thế mà lại đưa toàn bộ phòng cho bọn họ, đây là có ý gì? Điều này rõ ràng là khinh miệt bọn họ. Gọi quản lý của các người đến, nếu không đừng trách tôi khiếu nại anh. Kiều Thu Mộng vô cùng tức giận nói. Nhân viên phục vụ cười khinh bít, sau đó quay đầu đi thẳng đi tìm quản lý. Bàng Tú Vân cắn răng nói, quá khinh người, phòng trong phòng rõ ràng là Thu Mộng đặt trước, dựa vào cái gì mà nói là tập đoàn hổ môn đặt trước. Kiều Quốc Đào vỗ vỗ lưng Bàng Tú Vân, nói, đừng tức giận, tử quán thiên địa là doanh nghiệp có mặt mũi, nhất định sẽ nói đạo lý. Tề Đẳng Nhàn híp mắt lại, cười nói, nếu không chúng ta đến hoa viên trên tầng thượng ăn cơm. Đầu cậu hỏng rồi à? Bàng Tú Vân nghe được những lời này, nhất thời quay đầu hướng về phía hắn giận dữ quát một tiếng. Mấy vị khách đi ngang qua nghe được Tề Đẳng Nhàn nói, cũng cười phì một tiếng. Hoa viên trên tầng thượng của tử quán thiên địa là ở trên không trung thật, nằm ở tầng trên cùng của khách sạn, kéo dài ra có khoảng 30 mét vuông là sàn thủy tinh lơ lửng. Ăn cơm ở trên đó, tựa như ngồi trên không trung, cho nên có tên là hoa viên trên không. Đến hoa viên trên không ăn cơm, thật buồn cười, ai mà không biết hoa viên trên không không dễ dàng mở cửa cho công chúng. Đúng vậy, hoa viên trên không chỉ có người có các chí tôn của tử quán thiên địa mới có thể sử dụng. Cả hoa quốc, người có thể có được các chí tôn của tử quán thiên địa, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ sợ không tới 10 người. Người này chắc là một kẻ ngốc. Vậy mà muốn đến hoa viên trên không ăn cơm, thật là buồn cười, ếch ngồi đáy giếng. Những lời đồn đãi của người qua đường làm cho Bàng Tú Vân càng thêm nổi giận, bà cảm giác những lời này nghe rất mất mặt, không chỉ mất mặt Tề Đẳng Nhàn mà đến bọn họ cũng mất mặt theo. Kiều Thu Mộng cũng trầm giọng nói, Tề Đẳng Nhàn, anh không nên lấy lòng mọi người lúc này chứ. Những nơi như khu vườn trên không không phải nơi mà những người như chúng ta có thể đi. Cho dù là ông chủ của cậu. Hướng Đông Tình Hướng Tổng, muốn đến đó dùng cơm, đều phải nhờ người quen đi tìm chí tôn tạp mới có thể đến được. Tử quán thiên địa mở ở Trung Hải 10 năm nay, số lần sử dụng hoa viên trên không cộng lại không hơn 9 lần. Tính trung bình ra thì một năm chỉ có một lần. Những nơi như này, không phải anh muốn dùng là có thể dùng. Tề Đẳng Nhàn lại im lặng một lát, sau đó nói, nơi ghê gớm như thế cũng không phải là dùng để ăn cơm sao. Các người nếu muốn dùng. Tôi sẽ giúp các người xử lý. Bàng Tú Vân cười lạnh nói, anh đừng ở chỗ này chém gió, anh cho rằng anh là nguyên thủ quốc gia, muốn thế nào thì thế nhé. Dương Quan Quan nghe Tề Đẳng Nhàn nói những lời này cũng cảm thấy có chút phóng đại, trong lòng đối với hắn có chút không biết nên nói gì. Chẳng qua, cô để ý tới, Lý Vân Uyển vẻ mặt bình tĩnh, trong ánh mắt thậm chí còn ẩn chứa một chút trêu tức. Rốt cuộc, quản lý tử quán thiên địa Trung Tinh Quốc đã tới. Càng trùng hợp là, sau khi Kiều Thu Mộng nhìn thấy Trung Tinh Quốc, không khỏi sửng sốt, sau đó nói, Trung Tinh Quốc. Anh thế mà lại là quản lý của tử quán thiên địa. Trung Tinh Quốc sau khi nhìn thấy Kiều Thu Mộng cũng ngẩn người, sau đó mỉm cười gật đầu, hai người là bạn học đại học. Mẹ, vị này là Trung Tinh Quốc, bạn học đại học của con. Kiều Thu Mộng nói, để cho Bàng Tú Vân yên tâm. Bàng Tú Vân nghe được Kiều Thu Mộng và Trung Tinh Quốc còn có quan hệ như vậy. Cũng yên lòng, cứ như thế, giải quyết một gian phòng, cũng là chuyện đơn giản. Trung Tinh Quốc chào Thu Mộng, từ sau khi tốt nghiệp đại học đã lâu không gặp. Chuyện gì xảy ra vậy? Là như vậy, hôm nay là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của ba mẹ tôi mời bọn họ đến ăn cơm, cũng mời bạn bè đến chúc mừng, đặt phòng trước. Kết quả, khi đến đây, nhân viên phục vụ liền nói cho tôi biết, phòng đã bị tập đoàn hổ môn đặt trước.
nhưng vấn đề là, tôi đã đặt phòng thành công, khi đến đây vậy mà làm ra điều như thế. Bạn học cũ, anh xem chuyện này xử lý như thế nào thì tốt đây. Kiều Thu Mộng kể lại sự việc, không phóng đại chút nào. Trung Tinh Quốc nhíu nhíu mày, trầm giọng hỏi, còn có chuyện này sao? Kiều Thu Mộng bất đắc dĩ nói, tôi cũng không muốn làm anh khó xử, nếu như không tiện, sắp xếp cho chúng tôi một phòng riêng khác cũng được. Trung Tinh Quốc quay đầu quát lớn với nhân viên phục vụ, anh làm việc như thế này sao? Nhân viên phục vụ này bị quản lý mắng một cái, lập tức không dám nói chuyện, rụt cổ lại. Bàng Tú Vân nhìn thấy nhân viên phục vụ vừa rồi có thái độ khinh thường bị mắng, trên mặt không khỏi hiện lên một chút vui vẻ, quả nhiên, vẫn là bạn học cũ đáng tin cậy mà. Bà bây giờ cảm thấy Trung Tinh Quốc so với phế vật Tề Đảng Nhàn lợi hại hơn nhiều. Quản lý khách sạn Thiên Địa Đại, rất là uy phong. Quản lý, lần sau tôi không dám nữa. Người phục vụ run rẩy nói. Hừ, lần sau gặp phải phế vật gây sự vô lý như vậy, cậu cứ trực tiếp gọi bảo vệ tới đuổi người ra ngoài. Còn gọi tôi ra đây làm gì? Cậu không biết làm gì sao? Không có não hả? Nếu bọn họ ở chỗ này gây chuyện, quấy rầy Vương Tổng dùng cơm, cậu gánh nổi tội không? Mắt nhìn người tốt một chút cho tôi, lần sau gặp phải loại người này, cứ trực tiếp đuổi đi, đừng đến làm chậm trễ thời gian của tôi. Lời nói tiếp theo của Trung Tinh Quốc khiến đám người Kiều Thu Mộng trực tiếp ngây ngẩn cả người, cả đám đều hai mặt nhìn nhau. Nhân viên phục vụ cũng không khỏi ngẩn người, không nghĩ tới quản lý lại nói ra lời như vậy. Kiều Thu Mộng mở to hai mắt mình, hỏi Trung Tinh Quốc, anh. Ý anh là sao? Trung Tinh Quốc bị lời này của cô hỏi đến sửng sốt, sau đó nói, tôi vừa nãy không nói rõ sao. Cô muốn tôi nói lại lần nữa. Anh, đây vốn là các anh làm việc không tử tế, đưa phòng của tôi cho tập đoàn Hổ Môn, hơn nữa, chúng ta còn là bạn học cũ, anh đối với tôi như vậy. Kiều Thu Mộng khiếp sợ nói. Trung Tinh Quốc vẻ mặt khinh thường, nói, cô là cái thá gì, xứng giật phòng của Vương Tổng tập đoàn Hổ Môn. Nể tình cô là bạn học cũ, lúc nãy tôi mới tới gặp cô một lần, nói với cô hai câu. Nếu không, đã trực tiếp để bảo vệ đưa đám rác rưởi các người ném ra ngoài rồi. Sao không đái một vũng ra rồi soi gương, nhìn xem mình là ai, đến tử quán Thiên Địa chúng tôi giả vờ với tôi. Còn hỏi tôi xử lý thế nào, tôi xử lý cả mặt của cô. Kiều Thu Mộng bị những lời này của Trung Tinh Quốc làm cho tức giận đến đỏ bừng cả mặt, những người còn lại ai cũng là tức giận. Anh, Kiều Thu Mộng tức giận đến nỗi nói không nên lời. Tôi gì mà tôi là người như thế đó. Nếu không có việc gì thì mau đi đi, đừng quấy rầy đến mấy người Vương Tổng đang dùng cơm. Trung Tinh Quốc ngạo mạn nói, hoàn toàn không để đám người để vào trong mắt. Còn muốn cho tôi sắp xếp một gian phòng khác. Không còn phòng nào cả, toàn bộ đều bị Vương Tổng đặt trước rồi. Nếu có năng lực, cô đi đặt phòng hoa viên trên không đi. Ngu ngốc. Kiều Quốc Đào nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, anh nói gì cơ? Lão già, tôi nói chuyện thế nào liên quan gì đến ông? Không thể nhịn thì đừng đến tử quán thi thiên địa ăn cơm, mau mau cút đi. Trung Tinh Quốc khinh thường, hắn là quản lý của tử quán thiên địa, hắn muốn an bài như thế nào, đến lượt người khác nhiều lời à? Tề Đảng Nhàn nghe Trung Tinh Quốc chửi ầm lên, không nhịn được mà bật cười. Cậu cười cái gì? Trung Tinh Quốc mang vẻ mặt lạnh lẽo xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Tôi cười anh trông giống một con chó hoang, nhìn thấy người là xông đến cắn đấy. Tề Đảng Nhàn ôm bụng cười, lắc lắc đầu. Trung Tinh Quốc ánh mắt lạnh lùng nói, tôi lười nói chuyện cùng hạng người nhỏ bé như cậu, không có chuyện gì nữa thì mau đi theo Kiều Thu Mộng cút xéo, đừng quấy rầy đến việc làm ăn của tử quán thiên địa chúng tôi. Kiều Thu Mộng hít một hơi thật sâu, nói, chúng ta đi thôi. Chuyển sang nơi khác là được. Lúc cô ta nói những lời này, nước mắt đã lưng tròng. Làm gì có chuyện như vậy được, làm gì có chuyện bắt nạt người khác như vậy. Không được, chúng ta nhất định phải khiếu nại hắn. Phải khiếu nại hắn ta với chủ tịch của tử quán thiên địa. Bàng Tú Vân nuốt không trôi cơn tức này, giận dữ nói. Trung Tinh Quốc mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói, khiếu nại tôi. Cứ đi khiếu nại đi. Nếu các người không tìm thấy số điện thoại của chủ tịch thì tôi có thể nói cho các người. Ha ha ha, một đám phế vật mà lại dám nghĩ đến việc khiếu nại tôi. Thật là buồn cười. Dương Quan Quan tức giận nói, chúng ta đi thôi,
không nên tranh chấp với loại chó như này. Chó, không biết ai giống chó hơn đâu. Không vào được phòng thì sủa loạn ở ngay chỗ này, thật là hèn nhát. Trung Tinh Quốc chế nhạo nói. Không vào được phòng, Tề Đảng Nhàn có chút buồn cười, mở miệng hỏi. Hắn chỉ lên trên đầu, bình tĩnh nói, hoa viên trên không, hôm nay chúng tôi muốn ăn cơm ở đó. Trung Tinh Quốc nghe xong sững sờ, tiếp đó cười như điên nói, ha 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 ha, đến hoa viên trên không ăn cơm. Chỉ bằng các người, ha ha ha. Ngay cả thị trưởng muốn ăn cơm ở hoa viên trên không, cũng cần đi tìm quan hệ ở khắp nơi, nhờ ai đó làm giúp cho. Hoa viên trên không của chúng tôi một năm chỉ cần có một bàn khách đã là không tồi rồi. Chỉ bằng các người, cũng muốn đến hoa viên trên không ăn cơm. Đây là muốn làm tôi cười chết sao? Kiều Thu Mộng, cô tìm ở đâu ra tên ngớ ngẩn này thế? Rất thú vị đó, về sau để hắn tới đây nhiều chút, để tôi thoải mái cười to một trận nhé. Lời của Tề Đảng Nhàn khiến cho một đám nhân viên phục vụ cười nhạo, họ cảm thấy người này nói khoác đến mức mà nói ra muốn đến hoa viên trên không để ăn cơm, buồn cười chết mất. Bàng Tú Vân xoay đầu lại, thấp giọng nói, anh còn chưa mất mặt đủ à? Kiều Thu Mộng sắc mặt cũng khó coi, nói, Tề Đảng Nhàn, anh có thể ngậm miệng vào không? Tề Đảng Nhàn lại vô cùng bình tĩnh, nói, tôi nói hôm nay phải ăn cơm ở hoa viên trên không, thì nhất định phải ăn ở hoa viên trên không. Nào, để tôi nhìn một chút, cậu có tư cách gì mà có thể ăn cơm ở chỗ như hoa viên trên không? Trung Tinh Quốc cười lớn nói, dò xét nhìn trên dưới Tề Đảng Nhàn. Lúc Tề Đảng Nhàn đang muốn móc các chí tôn ra để ném vào mặt anh ta thì cửa của một gian phòng mở ra, Vương Hổ từ trong đi ra. Sau khi Trung Tinh Quốc vừa nhìn thấy Vương Hổ, ngay lập tức cảm thấy kính trọng, cười to nói, Vương Tổng, sao ngài lại ra đây thế? Ở đây đang có chuyện gì thế? Vương Hổ đưa tay chỉ đám người Tề Đảng Nhàn, hỏi. Đám phế vật này không đến phòng riêng được nên gây sự ở đây ạ. Trung Tinh Quốc khinh miệt nói. Vương Hổ ồ một tiếng, tiếp đó cười cười, nói các người muốn một phòng hả? Sao không nói sớm với tôi, chuyện này có bao lớn đâu? Dù sao thì hôm nay cũng là ngày kỷ niệm kết hôn của Kiều Tiên Sinh và Bàng Nữ Sĩ, tôi nhường một phòng cũng không sao cả. Tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Vương Hổ sao lại biết chuyện này? Tề Đảng Nhàn và Lý Vân Uyển trong lòng lại rõ ràng, đoán chừng Vương Hổ này cố ý, sau khi biết được Kiều Thu Mộng đặt trước phòng thì trực tiếp bao tất cả các phòng, cố ý khiến bọn hắn khó xử. Vương Tổng, chuyện này cũng ngượng ngùng quá mà. Bàng Tú Vân ngẩn người, tiếp đó xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng nói. Không nghĩ tới Vương Tổng vậy mà lại quan tâm mấy chuyện này của những người nhỏ bé như chúng tôi, chuyện này cũng thật là. Kiều Quốc Đào cũng lúng túng cười ha ha không ngừng. Kiều Thu Mộng ngẩn người, sao Vương Hổ lại ý tốt như vậy? Rốt cuộc là có chuyện gì đây? Nhưng tôi có điều kiện này. Vương Hổ phất tay một cái, nói. Chỉ thấy anh ta dùng một ngón tay chỉ vào Tề Đảng Nhàn, tiếp đó hơi dạng hai chân ra, chỉ dưới háng của mình, nói chui qua đây, tôi sẽ đưa cho các người một gian phòng để chúc mừng. Thêm nữa, chi phí tối nay các người dùng đến đều tính cho tôi. Lời này vừa nói ra, hiện trường sôi trào ngay lập tức, từng cái nhìn trêu tức hướng về phía Tề Đảng Nhàn. Kiều Thu Mộng mím mạnh môi một cái, quả nhiên, chính như cô đoán trước, Tề Đảng Nhàn cùng phe với hướng Đông Tinh chắc chắn sẽ có chuyện. Dương Quan Quan sắc mặt cũng tái nhợt, Tề Đảng Nhàn chỉ là một chủ tịch bù nhìn, làm sao có thể đấu lại một bá chủ như Vương Hổ. Trung Tinh Quốc cười nói, đã nghe rõ chưa? Vương Tổng đại nhân đại nghĩa, bằng lòng đưa cho các người một gian phòng. Hơn nữa còn bao hết mọi chi phí, mau mau chui qua đi. Kiều Thu Mộng khẽ vươn tay, nắm lấy cổ tay của Tề Đảng Nhàn, nói chúng ta đi, đổi sang ăn ở chỗ khác. Trung Tinh Quốc lại vung tay gọi một đám bảo vệ ra chặn đường, sau đó trên mặt đầy ý cười xấu xa. Các người đến tử quán thiên địa gây sự, kinh động đến khách quý, dám nói đến là đến, nói đi là đi sao? Ý tốt của Vương Tổng, các người dám không nhận sao? Nếu như hôm nay cậu không theo chui qua háng của Vương Tổng có lẽ sẽ không nói gì, nhưng Trung Tinh Quốc tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Trung Tinh Quốc lớn tiếng nói, chính khí lẫm liệt như đang làm chuyện gì đó thật vĩ đại vậy. Kiều Thu Mộng giận dữ hét, Trung Tinh Quốc, anh khinh người quá đáng. Trung Tinh Quốc ngẩn người, tiếp đó cười nói, hả? Khinh người quá đáng, cái từ này tôi thích, tôi đang bắt nạt mấy người đó,
làm sao nào? Vương Hổ trên mặt nở nụ cười nghiền ngẫm, anh ta thậm chí đã cho người chuẩn bị đồ để thu hình lại xong xuôi, chỉ cần Tề Đẳng Nhàn chui qua háng anh ta, lát nữa sẽ lan truyền những hình ảnh đó ra ngoài, xem người này về sau sẽ đối nhân xử thế như nào. Dám chống đối lại Vương Hổ, anh ta có vô số biện pháp chơi đùa chết người đó. Tôi hôm nay sẽ ăn cơm ở đây, còn phải ăn ở chỗ tốt nhất. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Kiều Thu Mộc, lạnh nhạt nói. Hắn vừa nói lời này ra đám người kia lại chế giễu hồi lâu. Bây giờ phải chui qua háng người khác mới có thể có phòng bao, vậy mà còn muốn ăn ở chỗ tốt nhất sao? Chẳng lẽ nghĩ bản thân mình là hội viên có các chí tôn của Tử Quán Thiên Địa? Có thể ăn cơm ở nơi như hoa viên trên không? Kiều Thu Mộng không quát Tề Đẳng Nhàn nữa, mà quay đầu hướng về phía Vương Hổ khẩn cầu nói, Vương Tổng, chúng ta có thâm cừu đại hận gì sao? Đáng để ngài làm như vậy hả? Tôi cầu xin ngài, buông tha cho hắn đi, cũng đừng giày vò chúng tôi nữa. Hôm nay là ngày tốt của bố mẹ tôi không muốn khiến mọi người không vui. Nếu ngài không hài lòng, tôi có thể quỳ xuống. Bàng Tú Vân không nhịn được mà cắn răng nói, Tề Đẳng Nhàn, tên phế vật này, đắc tội người ở khắp nơi. Bây giờ còn khiến Thu Mộng cầu xin người ta vì anh. Kiều Quốc Đào cũng hòa giải nói, Vương Tổng, xin ngài khoan dung độ lượng một chút. Tôi không biết con rể tôi đắc tội với ngài ở đâu. Hôm nay xin ngài giơ cao đánh khẽ, ngày khác tôi sẽ đến nhà gặp mặt, đưa lễ bồi tội cho ngài. Vương Hổ mặt đầy hờ hững, không hề muốn nói chuyện. Các người là cái thá gì? Xứng cầu xin Vương Tổng, sao còn không bắt hắn quỳ xuống, chui qua háng của Vương Tổng? Có thể chui qua háng của Vương Tổng là vinh hạnh của hắn, còn do dự làm gì nữa? Vương Tổng để hắn chui qua háng. Đã là nể mặt hắn, hơn nữa còn bằng lòng nhường các người một gian phòng, nhân tiện còn trả tiền giúp các người không trân trọng tốt mà còn ở đây cò kè mặc cả. Người xung quanh mặt đầy trêu tức, tất cả đang cùng xem kịch vui. Trung Tinh Quốc đi đến sau lưng Tề Đẳng Nhàn, đạp một phát về phía chân của hắn, mắng, còn không mau quỳ xuống rồi chui qua. Ngay khi chân Trung Tinh Quốc sắp đá vào phía sau đầu gối của Tề Đẳng Nhàn, hắn đột nhiên xoay người lại. Ngược lại giơ tay lên chính là đánh xuống một cái tát. Ba, một tiếng giòn tan, đánh đến mức cả khuôn mặt Trung Tinh Quốc đều biến dạng, đồng thời, cả người anh ta cũng lăn ra ngoài, lăn lọc cọc tròn ba vòng. Một cái tát này của hắn, làm cho xung quanh đều không khỏi yên tĩnh lại. Cả đám trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, hít sâu vào. Anh, cái tên điên này, lại dám ở khách sạn Thiên Địa đánh quản lý của chúng tôi. Anh chán sống rồi. Anh xong rồi, cho dù hôm nay Vương Tổng bằng lòng tha cho anh, khách sạn Thiên Địa chúng tôi cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho anh. Anh có biết chủ khách sạn Thiên Địa của chúng tôi là ai không? Dám gây sự ở khách sạn của chúng ta, có cho anh 10 cái mạng cũng không đủ dùng. Đám thuộc hạ của Trung Tinh Quốc, đều không khỏi lớn tiếng gào thét, một đám lên tiếng uy hiếp. Kiều Thu Mộng tuy rằng cũng cảm thấy một cái tát này của Tề Đẳng Nhàn thật đánh xuống thật dứt khoát, thật tốt, nhưng mà... Cô cũng cảm thấy sẽ mang đến rắc rối rất lớn. Tôi không cảm thấy trừng phạt một tên quản lý mắt chó coi thường người khác, sẽ dẫn đến chuyện lớn nhường nào. Mặt Tề Đẳng Nhàn không chút thay đổi trả lời. Vương Hổ không khỏi cười cười, bối cảnh khách sạn Thiên Địa khổng lồ, cho dù là loại người địa vị tôn quý như anh ta, cũng sẽ tuyệt đối không gây chuyện ở nơi như thế này. Lần này Tề Đẳng Nhàn ra tay đánh quản lý Trung Tinh Quốc, sợ là không có kết quả tốt. Bàng Tú Vân thấy sự việc náo loạn lớn, sợ tới mức không dám nói chuyện. Kiều Quốc Đào sắc mặt trắng bệch, không biết nên xử lý chuyện này như thế nào. Một đám người chờ đợi, đều trở nên có chút yên lặng. Thủ đoạn của Tề Tiên Sinh vẫn là trực tiếp bạo lực như trước, nhưng mà, cậu phải suy nghĩ thật kỹ, đánh quản lý khách sạn Thiên Địa, phải làm sao để giải quyết hậu quả đây. Vương Hổ suy nghĩ mà cười nói. Tôi là khách của khách sạn Thiên Địa, là thượng đế của bọn họ. Anh ta là một tên nô tài chó má đến bắt nạt thượng đế, bị đánh không phải đáng đời sao? Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. Lúc này Trung Tinh Quốc mới loạng choạng từ trên mặt đất đứng lên, vẻ mặt oán hận, hung tợn nhìn Tề Đẳng Nhàn, cắn răng nói, hôm nay không cần Vương Tổng ra tay, anh cũng không thể rời khỏi khách sạn của chúng tôi. Tề Đẳng Nhàn nghiêng đầu, mỉm cười nói, đe dọa tôi à? Có phải đe dọa hay không, anh đợi lát nữa sẽ biết. Trung Tinh Quốc đứng thẳng người. Trầm giọng nói. Tề Đẳng Nhàn đi lên phía trước,
giơ tay lên tát một phát vào cái mặt dày của Trung Tinh Quốc, mắng, không biết xấu hổ đúng không? Một cái tát này của hắn, làm cho đầu của mọi người lại trở nên mơ màng. Nịnh nọt đúng không? Cướp phòng của chúng tôi để cho Vương Hổ đúng không? Tề Đẳng Nhàn tiến về phía trước một bước, lại là một cái tát nữa rơi xuống. Anh là tên tôi tớ, đối xử như thế nào với khách hàng cao quý của các anh? Chuyện này truyền ra ngoài, khách sạn Thiên Địa mấy người còn có kinh doanh hay không? Ba. Tề Đẳng Nhàn mỗi lần nói một câu, là một cái tát rơi xuống mặt Trung Tinh Quốc, đánh Trung Tinh Quốc đến nỗi mặt đầy máu. Nhìn thấy hắn ngang ngược như vậy, đám thuộc hạ Trung Tinh Quốc bị dọa đến một câu cũng không dám nói, người ngang ngược như vậy, bọn họ đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Khách hàng cao quý con mẹ mày, dựa vào dáng vẻ này của mày, cũng xứng với khách hàng cao quý của bọn tao. Đùa cái gì vậy? Trung Tinh Quốc ngã ngồi trên mặt đất, nhưng vẻ mặt vẫn không phục, giận dữ gầm lên nói. Kiều Thu Mộng giữ chặt Tề Đẳng Nhàn, cắn răng nói, đừng đánh, lại đánh nữa sẽ xảy ra chuyện. Còn đánh nữa sẽ xảy ra chuyện, chúng mày đã xong rồi. Còn muốn dùng cơm trong phòng riêng của khách sạn của bọn tao. Ha ha ha, ngày mai sẽ để cho chúng mày biến thành mồ mả, mỗi ngày đều được ăn đồ cúng. Trung Tinh Quốc ôm hai má mình đau đớn vô cùng, cực kỳ thù hằn nói. Mọi người nghe nói như vậy, da đầu đều không khỏi có chút tê dại, Dương Quan Quan lại chú ý thấy, vẻ mặt Lý Vân Uyển một chút sợ hãi cũng không có, trái lại là một dáng vẻ xem kịch. Cô ấy thật sự không lo lắng chút nào sao? Dương Quan Quan trong lòng vô cùng khiếp sợ. Khách sạn Thiên Địa chính là một trong những chuỗi khách sạn xa xỉ lớn nhất cả nước, bối cảnh phía sau quá cứng rắn, nếu không, vườn hoa trên không của bọn họ cũng sẽ không khoa trương như vậy, gần đây mỗi năm trung bình chỉ có một bàn khách. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói với mọi người, đi, chúng ta đến vườn hoa trên không tầng cao nhất, không cần phải để ý tới loại chó điên này. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hổ, lạnh lùng nói, Vương Tổng Anh không phải rất trâu bò sao? Hôm nay, anh cũng phải ngồi ăn cơm ở cái nơi bên dưới vườn hoa trên không? Vương Hổ ngẩn người, sau đó cười ha ha, nói, được rồi, thật thú vị. Xem ra anh nói dối đã thành thói quen, lừa gạt cả chính mình. Hôm nay trái lại tôi muốn xem, anh làm sao ăn cơm được trên vườn hoa trên không? Trung Tinh Quốc cũng nhe răng cười nói, anh có thể đến vườn hoa trên không ăn cơm, tôi quỳ xuống, gọi anh ông nội, bỏ qua hàng anh. Vương Hổ lắc đầu, nói quản lý Trung, xem tên hề này biểu diễn là được rồi, chúng ta chờ xem hắn đi vào như thế nào. Được rồi, tôi muốn nhìn một chút, tên lỗ mãng này, có phải muốn đánh nhau để vào hay không? Trung Tinh Quốc lau một chút máu trên mặt, nhe răng cười nói. Mọi người đều biết, khách sạn Thiên Địa vì muốn làm nổi bật cách giả dạng tồn tại trên đỉnh cao này của hoa viên trên không, phải tốn rất nhiều sức lực. Bọn họ, thậm chí mời vệ sĩ dùng súng thật đạn thật từ công ty an ninh cỡ lớn tới đứng gác cửa lớn, ngoại trừ vị khách tôn quý cầm thẻ chí tôn ra, không có bất kỳ người nào có thể tùy ý ra vào. Đi thôi, còn sững sờ làm gì? Tề Đẳng Nhàn ấn thang máy, quay đầu lại, thản nhiên nói với đám người Kiều Thu Mộng. Kiều Thu Mộng không khỏi nghẹn khuất giận dữ quát, anh có thể không làm loạn được không? Bàng Tú Vân cũng gấp đến không chịu nổi, nói, lão Kiều, người còn mặc kệ tên khốn này, hắn sẽ hại chết toàn bộ cả nhà chúng ta mới vừa lòng sao? Lý Vân Uyển cũng đã chậm rãi đi tới, cười ha hả nói, tôi đã sớm muốn đến vườn hoa trên không ăn một bữa cơm, không nghĩ tới, hôm nay có thể nhờ phúc của ngài Tề, thật sự là may mắn. Sau khi nói xong lời này, cô ta đi thẳng vào thang máy. Vân Uyển, cậu, Kiều Thu Mộng nhìn thấy Lý Vân Uyển lại theo Tề Đẳng Nhàn đi vào, không khỏi sửng sốt. Mau đến đi, Lý Vân Uyển thong dong vẫy tay với mọi người. Kiều Thu Mộng cắn răng, sau đó nói, chúng ta đi, xem hắn có thể giở trò gì để giải quyết chuyện này. Mọi người cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo Tề Đẳng Nhàn lên thang máy. Vương Hổ vẻ mặt hài hước, nơi như vừa hoa trên không. Cho dù là hướng đông tình muốn đi vào cũng không dễ dàng. Cả Hoa Quốc phát ra 9 tấm thẻ chí tôn, tổng cộng cũng chỉ có 9 người có thể đi vào, Tề Đẳng Nhàn là một trong 9 người kia. Một tên giám ngục, đùa tôi đấy à? Đám người Vương Hổ và Trung Tinh Quốc đi thang máy khác, lên tầng trên cùng. Ở trong tầng trên cùng, sau khi đi qua một hành lang, chính là cửa lớn của vườn hoa trên không. Ngoài cửa,
có hai người đàn ông mặc Âu phục màu đen đang lạnh lùng canh giữ, trong tay bọn họ cầm hai khẩu súng trường, vẻ mặt lạnh lùng, giống như thần giữ cửa. Ở đây chính là vườn hoa trên không, anh làm sao đi vào? Kiều Thu Mộng chỉ vào cửa lớn, trầm giọng hỏi. Dùng chân đi vào, chẳng lẽ cô còn muốn ngồi kiệu? Tề Chờ Nhàn quay đầu nhìn cô một cái, không mặn không nhạt hỏi ngược lại. Kiều Thu Mộng thiếu chút nữa bị những lời này làm cho tức giận đến mức ngất đi, có thằng chó nào nói chuyện làm người ta bực mình như vậy sao? Lý Vân Uyển cũng không khỏi che miệng nhẹ nhàng bật cười, kiểu phong cách nói chuyện tức chết người không đền mạng của Tề Đẳng Nhàn, cô đã sớm trải qua rất nhiều lần. Nào, để tôi xem, vị khách hàng tôn quý này, làm sao đi vào? Trung Tinh Quốc từ trong thang máy đi ra, sau đó trực tiếp cười lạnh nói. Đúng lúc này, có một người đàn ông vội vàng chạy tới. Tuân lệnh Tổng Giám đốc Thần Bí, tặng Kiều Tiên Sinh, Bàng Phu Nhân một chiếc Porsche 911, chúc mừng kỷ niệm 30 năm ngày cưới của hai vị. Người đàn ông này sau khi đi lên, mang một cái hộp quà đưa ra, khách khí nói. Những lời này của hắn, khiến cho tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngay cả Vương Hổ cũng không khỏi híp mắt lại. Ngược lại Tề Đẳng Nhàn là người kinh ngạc nhất, Tổng Giám đốc Thần Bí, người này không tồn tại, hoặc là nói trắng ra một chút chính là hắn. Nghĩ đến đây là chuyện Hướng Đông Tình cố ý sắp xếp, cố ý muốn làm cho Tổng Giám đốc Thần Bí trở nên càng chân thật hơn, dùng để đối phó với hai người Từ Ngạo Tuyết và Vương Hổi. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, có thể làm Ngọc Tiểu Long kinh sợ. Dù sao, Ngọc Tiểu Long và Từ Ngạo Tuyết đều sẽ nghĩ Tổng Giám đốc Thần Bí là Sở Vô Đạo. Tổng Giám đốc Thần Bí, tặng xe cho ba mẹ tôi, như một món quà mừng. Đầu óc Kiều Thu Mộng mơ mơ, cảm thấy điều này có chút không chân thật. Tổng Giám đốc Thần Bí, người này thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ai biết tên thật của hắn, không ai biết bối cảnh của hắn, nhưng hắn lại giống như cái gì cũng biết, ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng biết. Dương Quan Quan cũng lắp bắp kinh hãi, trên dưới tư bản đều đánh giá Tổng Giám đốc Thần Bí rất cao, mọi người lại chưa từng thấy hắn, nhưng ai nấy vẫn tôn sùng như trước. Lần này, Tổng Giám đốc Thần Bí lại mượn ngày này, sai người đưa tới một chiếc Porsche cho hai người Kiều Quốc Đào, Bàng Tú Vân để chúc mừng. Bàng Tú Vân mừng rỡ như điên nhận lấy hộp quà, bên trong là một cái chìa khóa xe cùng giấy chứng nhận liên quan đến xe. Cảm ơn Tổng Giám đốc Thần Bí. Xin chuyển lời tới hắn, rảnh rỗi nhất định phải đến nhà chúng ta ăn cơm nha. Bàng Tú Vân cười đến miệng đều nhếch lên. Kiều Quốc Đào cũng ngẩn người, chẳng lẽ tin đồn trên đường là thật? Vị Tổng Giám đốc Thần Bí này thật sự thích Kiều Thu Mộng. Nếu không, kỷ niệm ngày cưới của ông và Bàng Tú Vân, vì sao người ta lại để ý? Tổng Giám đốc Thần Bí cái gì, không cần làm trò cười ở đây. Trung Tinh Quốc hung hăng phất phất tay, lạnh lùng nói. Nơi này là khách sạn thiên địa. Là rồng cũng phải cuộn mình, là hổ cũng phải nằm xuống. Hôm nay, nếu mấy người không vào được vườn hoa trên không, tôi sẽ làm cho mấy người quỳ từ trong khách sạn quỳ ra ngoài. Những lời này, kéo mọi người trở lại hiện thực, cả đám đều nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn đi tới cửa lớn vườn hoa trên không, hai người có dáng vẻ vệ sĩ vươn tay ngăn cản đường đi, nói, xin xuất trình thẻ thành viên chí tôn của khách sạn. Trung Tinh Quốc quay đầu cười nhạo nói, quản lý như tôi muốn tiến vào vườn hoa trên không đều cần phải báo cáo lên trên mới được cho phép, hắn có thể đi vào sao? Hài hước. Vương Hổ cũng khẽ gật đầu, rất nhiều người có bối cảnh cường đại muốn dùng cơm ở vườn hoa trên không cũng không được, nhất định phải có thẻ chí tôn, hoặc là tìm người giúp, anh ta cũng không tin Tề Đẳng Nhàn có tư cách để đi vào. Nếu xông vào, vậy thì chờ bị đạn lạc bắn thành cái sàng là được rồi. Vườn hoa trên không có vệ sĩ của công ty an ninh có súng vác trên vai, đạn đã lên nòng bảo vệ, những người này cầm súng hợp pháp, nếu thật sự muốn xung đột, người ta cũng sẽ không dùng thứ đổ trong tay giống như thanh sắt. Anh xem đây có phải là thẻ thành viên chí tôn hay không? Tề Đẳng Nhàn lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, tiện tay đưa cho vệ sĩ. Sau khi hai vị vệ sĩ tiếp nhận kiểm tra, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Tùy ý cầm tấm thẻ để mạo danh thẻ thành viên chí tôn của khách sạn thiên địa chúng tôi. Tôi thấy anh chán sống rồi. Trung Tinh Quốc kêu gào nói. Đúng vậy, cũng không nhìn dáng vẻ giả bộ của hắn, là người có thể có thẻ chí tôn sao? Một tên giám ngục nhỏ vừa mới từ trong ngục giam đi ra mà thôi, nếu hắn có thể vào được vườn hoa trên không, vậy ta có thể vào đại sảnh đế đô.
Tên này thật sự là không biết liêm sỉ, lúc này còn phải giả vờ giả vịt. Tất cả mọi người đều mở miệng đùa cợt. Nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho bọn họ trong nháy mắt không nói được gì, trong mắt đều muốn rơi xuống. Hai vị vệ sĩ mở cửa ra, cung kính khom lưng nói, thành viên Chí Tôn tôn kính, mời ngài vào trong, chúng tôi sẽ vì ngài trung thành canh gác. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây ngoại trừ Lý Vân Uyển đều khiếp sợ. Tề đẳng nhàn này có thể làm cho khách sạn thiên địa ra vẻ này tự mình cho người tới cửa đưa đồ ăn bên tới, vào vườn hoa trên không thì tính là cái gì. Mọi người còn sửng sốt làm gì, đi vào ăn cơm đi, chú Kiều và dì Bàng phải ăn mừng thật tốt một chút. Lý Vân Uyển cười ha hả với đám người Kiều Thu Mộng, đi về phía trước. Tay Bàng Tú Vân cầm hộp quà đều run rẩy, khiếp sợ nói, hắn. Cái tên vô, Tề đẳng nhàn, lại có thẻ chí tôn của khách sạn thiên địa. Thẻ chí tôn được phát ra ngoài của khách sạn thiên địa, cả nước cộng lại cũng chỉ là hai bàn tay mà thôi. Hắn làm sao có thể, có năng lực như vậy? Vương Hổ nhìn thấy một màn này, cũng hết sức khiếp sợ. Nếu Tề đẳng nhàn thật sự có năng lực và bối cảnh như vậy, nhất định phải nghiêm túc xem xét lại. Trung Tinh Quốc càng là không chịu nổi, anh ta giữ chức quản lý ở trong khách sạn thiên địa, biết có được thẻ chí tôn là khái niệm gì. Trong toàn bộ tỉnh Đông Hải, tấm thẻ chí tôn duy nhất được lộ ra, nằm trong tay nữ chiến thần tiếng tăm lừng lẫy của cả đô thị Hoa Quốc, Ngọc Tiểu Long. Mấy tấm còn lại, chủ nhân của chúng là ai, tất cả mọi người đều không rõ ràng lắm, chỉ có các ông chủ khách sạn mới biết. Nói cách khác, người đủ tư cách nắm giữ thẻ này, ít nhất cũng là một người mạnh mẽ có cùng cấp bậc với Ngọc Tiểu Long. Ôi mẹ ơi, Trung Tinh Quốc hai chân sụi lơ, ngã ngồi trên mặt đất, cả người đều run rẩy. Kiều Thu Mộng thần sắc bình tĩnh, nói thẻ trong tay Tề đẳng nhàn, hơn phân nửa là tổng giám đốc thần bí cho hắn mượn. Mọi người nghe nói như vậy, đều không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, bối cảnh tổng giám đốc thần bí vô cùng mạnh mẽ, ngay cả từ Ngạo Tuyết, nhân vật cao thủ đến từ đế đô cũng sẽ kiêng kỵ, cũng chỉ có người như anh ta, mới xứng nắm giữ thẻ chí tôn của khách sạn thiên địa. Tôi đã nói rồi. Một tên giám ngục nhỏ như hắn làm sao có thể tự mình lấy được thẻ chí tôn của khách sạn thiên địa, thì ra là tổng giám đốc thần bí cho hắn mượn. Bàng Tú Vân nói xong, nhưng cũng đi về phía cửa lớn. Thật đúng là có khả năng này. Dương Quan Quan ở một bên gật gật đầu, nói. Cô cũng mới làm việc ở Thiên Kỳ hai ngày, nhưng từ trong miệng mọi người thoáng hiểu được tình huống một chút, tổng giám đốc thần bí luôn là boss lớn nhất, hướng Đông Tinh là thứ hai. Tề đẳng nhàn. Là người làm việc cho tổng giám đốc thần bí, là bị đẩy đến phía trước làm bia đỡ đạn. Nhưng mà, nhân viên của Thiên Lai Capital, cũng đều công nhận năng lực của Tề đẳng nhàn. Nói không chừng, cũng chính là bởi vì như thế, tổng giám đốc thần bí mới tín nhiệm hắn, thậm chí ngay cả thẻ chí tôn cũng cho hắn mượn sử dụng. Sắc mặt Vương Hổ lại ngưng trọng, nếu như tổng giám đốc thần bí có năng lực như này, vậy cư xử với tập đoàn Hướng thì nhất định phải càng thêm thận trọng. Tuyệt đối không thể cảm thấy mình có thể làm qua loa là xong. Quả nhiên Hướng Đông Tinh chưa bao giờ làm cho người ta thất vọng mà, lúc cùng đường bí lối, lại có thể để cho cô ta tìm được một tên tổng giám đốc thần bí. Vương Hổ lẩm bẩm trong lòng. Tề đẳng nhàn đứng ở cửa, chờ tất cả mọi người đi vào, sau đó lúc này mới đưa tay chỉ Trung Tinh Quốc. Trung Tinh Quốc một câu cũng không dám nói, sắc mặt trắng bệch, dù cho tấm thẻ này thật sự là mượn được. Anh ta cũng không có bất kỳ tư cách giả vờ nào. Hôm nay, tôi muốn Trung quản lý bưng trà rót nước cho chúng tôi, có vấn đề gì không? Tề chờ nhàn quay đầu hỏi. Một vị giám đốc điều hành cao cấp của khách sạn thiên địa đã đứng đằng sau cánh cửa của vườn hoa trên không. Vị giám đốc điều hành này gật gật đầu, vẻ mặt tươi cười, nói, khách hàng tôn kính đương nhiên không có vấn đề gì. Ở trong hoa viên trên không, là một tấm nền thủy tinh khổng lồ ở trên sân thượng kéo dài ra ngoài. Hai bên sân, trồng mọi kiểu hoa tươi. Chỉ xem tới phương diện trang trí, yêu cầu của nó bị khách sạn thiên địa nâng lên cao như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Hoa viên trên không, thật sự là hoa viên trên không, không nghĩ tới đời này tôi lại có tư cách tới nơi này ăn cơm. Bàng Tú Vân hưng phấn đến sắp ngất đi. Thu Mộng, con trở về phải thật sự cảm ơn Tổng Giám Đốc Thần Bí thật tốt. Mẹ cảm thấy, thậm chí nghiêm túc suy nghĩ một chút. Ly hôn với Tề đẳng nhàn, sau đó đi theo đuổi thần bí lão tổng cũng không phải là không được. Dù sao hắn đối với con có yêu thích.
Bàng Tú Vân và Kiều Quốc Đào và Tổng Giám Đốc Thần Bí chưa từng thăm hỏi và đi chung lần nào, Tổng Giám Đốc Thần Bí có thể cho người tới tặng quà cho bọn họ vào ngày hôm nay, khẳng định không phải hướng về phía bọn họ, mà là hướng về phía Kiều Thu Mộng. Kiều Quốc Đào trầm giọng nói, đừng nói nữa, ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm đi. Chuyện hôm nay, không cần biết nói như thế nào, đều phải cảm ơn Tề Đẳng Nhàn. Nếu không, làm sao có thể dễ dàng giải quyết như vậy? Bàng Tú Vân khinh thường, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn chẳng qua là cầm thẻ chí tôn của Tổng Giám Đốc Thần Bí gặp được vận may của chó mà thôi, làm gì có thực lực chân chính. Lý Vân Uyển thừa dịp người xung quanh không chú ý, nói với Tề Đẳng Nhàn, anh dùng tên của Tổng Giám Đốc Thần Bí tặng xe cho chú Kiều sao? Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói, làm sao có thể là ta tặng? Đây chắc là hướng Đông Tinh sắp xếp, tôi trở về sẽ hỏi cô ta một chút. Lý Vân Uyển không khỏi buồn cười nói, lúc trước có Trương Thiệu Kiệt tới cướp công lao của anh, bây giờ, lại có một Tổng Giám Đốc Thần Bí. Hơn nữa, Tổng Giám Đốc Thần Bí lại là chính anh nói xem có buồn cười không? Tề Đẳng Nhàn nhịn không được hung hăng liếc cô ta một cái, yêu tinh này, thật đúng là hết chuyện để nói à. Trung Tinh Quốc nơm nớp lo sợ đi vào, trên mặt đầy bầm tím, không còn kiêu ngạo như vừa rồi, an tĩnh bày mâm, rót trà cho mọi người. Bàng Tú Vân nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy hết sức hả giận, vừa rồi tên này không phải rất cao cao tại thượng sao. Một bộ dáng kiêu ngạo muốn giết chết toàn bộ bọn họ. Bây giờ, chó còn không bằng. Nếu như Thu Mộng gả cho vị Tổng Giám Đốc Thần Bí này, vậy sau này chúng ta, mỗi ngày đều có thể sống như vậy. Bàng Tú Vân không khỏi thầm nghĩ trong lòng, thậm chí có chút mơ ước tới. Tề Đẳng Nhàn ăn gần no rồi, để cho mọi người chậm rãi ăn xong, đi tới một bên gọi điện thoại cho Hướng Đông Tình. Hướng Tổng, chuyện hôm nay có phải do cô sắp xếp không? Tề Đẳng Nhàn có chút khó chịu hỏi. Thế nào, tôi đang thổi phồng Tổng Giám Đốc Thần Bí, đồng thời, giúp anh một tay, anh vẫn còn không thoải mái. Hướng Đông Tình hỏi ngược lại. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, cô đây là tới giúp đỡ. Nếu tiền nhiều quá mà đốt đến phát điên, cô có thể đưa cho tôi. Hướng Đông Tình lạnh nhạt nói, sợ cái gì? Dù sao anh cũng chính là Tổng Giám Đốc Thần Bí, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ biết. Đúng rồi, tôi nhận được tin tức, ngày mai thị trưởng sẽ đích thân đến Tiên Lai Capital để thị sát công việc. Tôi đã dặn dò người phía dưới đi thu thập, anh cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiên Lai Capital muốn kiếm tiền, vẫn phải dựa vào chính sách của tỉnh. Đừng nói ra bên ngoài, lần này thị trưởng tới thị sát, là tự ông ta thêm vào lộ trình, không có tiết lộ với bên ngoài. Tề Đẳng Nhàn không kiên nhẫn cúp điện thoại, tuy rằng lời nói là như vậy, nhưng mọi người thích, vẫn luôn là Tổng Giám Đốc Thần Bí cường đại kia, không liên quan gì tới tên quản ngục như hắn. Đây thì coi là cái gì, tự đào góc tường của mình. Ngày mà chân tướng được phơi bày, có lẽ rất nhiều người sẽ tự vả mặt mình, nhưng đó không phải là những gì hắn muốn. Trên bàn cơm, Bàng Tú Vân đang túm lấy Dương Quan Quan hỏi thăm chuyện của Tổng Giám Đốc Thần Bí, dù sao bây giờ Dương Quan Quan đã là thư ký của Tiên Lai Capital. Dương Quan Quan cũng không phải hiểu rất rõ về vị Tổng Giám Đốc Thần Bí này, chỉ có thể nói cho Bàng Tú Vân một chút về nội dung mà chính mình nghe từ chỗ các nhân viên khác ở Tiên Lai Capital đồn đại. Kiều Thu Mộng nghe được cũng cảm thấy hứng thú. Cô rất muốn biết, vị Tổng Giám Đốc Thần Bí này rốt cuộc là ai, có quen biết mình hay không, vì sao lại đối xử tốt với mình như vậy. Chỉ có Lý Vân Uyển ở một bên nghe tới buồn cười, Tổng Giám Đốc Thần Bí chẳng phải ở xa tận chân trời, gần ngay trước mắt sao. Ngoại trừ Tề Đẳng Nhàn, còn có thể là ai? Quan Quan, bây giờ cô còn đang live stream chơi game không? Sau khi làm thư ký, đoán chừng không có thời gian chứ? Kiều Thu Mộng cười hỏi. Live stream chơi game đó là kiếm thêm thu nhập, nếu có thời gian, tôi vẫn sẽ phát trực tiếp. Dương Quan Quan đáp. Dương Quan Quan ở nước ngoài vẫn dựa vào live stream kiếm tiền, cô xinh đẹp giọng ngọt ngào, dáng người lại là loại đỉnh cao kia, tự nhiên nhận được một lượng lớn fan hâm mộ, tuy rằng so với người dẫn chương trình hàng đầu vẫn còn kém, nhưng một tháng kiếm được một 10 vạn đồng không có khó. Dương Quan Quan nói, chơi trò chơi là thư giãn thể xác và tinh thần của mình. Có thể sử dụng thời gian thư giãn này để kiếm tiền, tại sao không làm? Sau này chỉ cần có thời gian chơi trò chơi, vậy tôi sẽ tiện thể mở live stream. Tề Đẳng Nhàn trái lại thật không ngờ, Dương Quan Quan vậy mà lại có nghề tay trái cùng sở thích như vậy.
Hắn không biết gì về trò chơi trực tuyến, thay vì theo đuổi cảm giác đánh lộn trên máy tính, chỉ bằng thật sự đem phạm nhân cấp boss nào đó treo lên sẽ thú vị hơn nhiều. Tề thiếu, ngài xem, tôi phục vụ có hài lòng không? Trung tinh quốc khúm núm quỳ gối đi đến trước mặt Tề Đẳng Nhàn, bộ dáng gật đầu khom lưng giống như nô tài. Cũng được, Tề Đẳng Nhàn nói. Trung tinh quốc vội vàng nói, chuyện lúc trước, ngài có thể coi tôi là cái rắm, thả tôi ra được không? Tôi biết tôi sai rồi. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, nói anh đi nói với Thu Mộng đi, nếu cô ấy tha thứ cho anh, vậy tôi sẽ tha cho anh. Bữa cơm này, lúc trước tuy rằng có chút khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng tất cả mọi người vẫn rất vui vẻ. Sau khi tan cuộc, Tề Đẳng Nhàn nói với Dương Quan Quan, thư ký Dương, ngày mai người trên tỉnh sẽ đến công ty chúng ta thị sát công việc, cô phải chuẩn bị tiếp đãi cho tốt. Dương Quan Quan không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng gật gật đầu, nói, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Vân Huyền, ngày mai cô cũng đến công ty sớm một chút, trên tỉnh sẽ có người tới. Tề Đẳng Nhàn sắp xếp. Được, Lý Vân Huyền cười đáp. Nhìn Tề Đẳng Nhàn ra lệnh, Kiều Thu Mộng cảm thấy hắn hình như thật sự trưởng thành không ít, đã có chút khí chất của nhân sĩ thượng lưu. Nhưng mà, nghĩ tới đây, cô không khỏi nghĩ đến vị tổng giám đốc thần bí chưa từng lộ diện kia, thoáng cái lại cảm thấy Tề Đẳng Nhàn so với người như vậy, vẫn còn kém không ít. Sự tồn tại này của con người, đều là so sánh mà ra. Sau khi rời khỏi khách sạn, mọi người chia tay ở cửa. Ông Kiều, ông xem có phải để Thu Mộng và Tề Đẳng Nhàn ly hôn không? Tôi nghĩ rằng tổng giám đốc thần bí này rất yêu thích Kiều Thu Mộng. Bàng Tú Vân hỏi. Chuyện này, Kiều Quốc Đào lúc này, cũng không khỏi có chút chần chờ. Tổng giám đốc thần bí biểu hiện ra năng lực quá đáng sợ, nếu như có thể để cho Kiều Thu Mộng gả cho một người đàn ông như vậy, vậy tương lai của Kiều gia, hiển nhiên không thể giới hạn. Kiều Thu Mộng không khỏi nhíu mày, nói, như vậy không tốt đâu. Bàng Tú Vân nói, có cái gì không tốt, chim khôn chọn cây để đậu. Hơn nữa, trong lúc con ở cùng với Tề Đẳng Nhàn, bản thân con cũng không có bất kỳ cảm tình vững chắc nào. Bây giờ hắn có chút thành tựu nhỏ, nhưng chút thành tựu nhỏ này so với tổng giám đốc thần bí, còn không bằng cái giám. Thậm chí, những thứ này của hắn, đều là tổng giám đốc thần bí cho. Tổng giám đốc thần bí. Thế nhưng là sự tồn tại có thể làm cho nhân vật lớn ở đế đô đều kiêng kỵ, Tề Đẳng Nhàn thì coi là cái gì? Nếu Tề gia còn nhận thiếu gia này, vậy còn tạm được. Hừ, Kiều Thu Mộng mím môi, thở dài một tiếng, nói, vài ngày nữa rồi nói sau, bây giờ con không muốn suy nghĩ tới những chuyện này, chuyên tâm làm ăn. Tề chờ Nhàn trực tiếp trở về Sơn Trang Vân Đỉnh, ngồi còn chưa nóng mông, chuông cửa đã vang lên. Hắn tưởng là Lý Vân Uyển. Đi qua mở cửa, không nghĩ tới, đứng ngoài cửa chính là Ngọc Tiểu Long mặc quân phục. Sở Vô Đạo đâu, để anh ta ra gặp tôi. Ngọc Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng, cao cao tại thượng nhìn Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cười nhạo một tiếng, hỏi cô có vấn đề đúng không? Căn phòng này bây giờ là của tôi, cô tìm Sở Vô Đạo sao không tự mình đi tìm đi? Ngọc Tiểu Long híp mắt, lạnh lùng nói, không nghĩ tới anh còn có chút bản lĩnh. Lại bị Sở Vô Đạo và Hướng Đông Tình hợp lại đẩy ra làm con rối, nắm trong tay Tiên Lai Capital. Tề Đẳng Nhàn lười nói chuyện, tổng giám đốc thần bí vốn là Hướng Đông Tình thổi phồng, bây giờ mọi người đều cho rằng người này thật sự tồn tại, hắn cũng vui vẻ nhìn bọn họ diễn xiếc khỉ. Cũng khó trách anh có tự tin như vậy, dám nói ra những lời như muốn đánh vào mặt của tôi và Từ Ngạo Tuyết. Thế nhưng, sự tự tin của anh có chút quá mức. Anh thật sự cảm thấy Sở Vô Đạo đứng về phía tập đoàn Hướng Thị, là có thể đánh bại chúng tôi. Ngọc Tiểu Long nhìn thẳng Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt lãnh đạm, thậm chí mang theo một chút chán ghét. Tề Đẳng Nhàn nhíu nhíu mày, sau đó bình tĩnh nói, có thể nghe tôi nói vài câu không? Ngọc Tiểu Long giơ tay lên, ý là để cho hắn tùy ý. Tề Đẳng Nhàn nói, tập đoàn Hướng Thị vẫn luôn làm ăn theo phép tắc, là vương hổ của tập đoàn Hổ Môn theo đuổi Hướng Đông Tinh không thành. Sau đó mới chèn ép tập đoàn Hướng Thị. Từ Ngạo Tuyết thấy có cơ hội để lợi dụng được, lúc này mới từ đế đô xuống phía nam, đi tới thành phố Trung Hải, muốn bắt tay với tập đoàn Hổ Môn phân chia bánh ngọt của tập đoàn Hướng Thị. Mấy người? Ngọc Tiểu Long lúc này khoát tay, cắt đứt lời nói tiếp theo của Tề Đẳng Nhàn, nói, đủ rồi, anh không cần nói tiếp nữa. Ta đã biết anh muốn nói cái gì rồi. Nhưng mà,
Ngọc Tiểu Long tôi làm việc như thế nào, còn cần anh dạy sao? Từ Ngạo Tuyết là bạn bè của tôi, vậy tôi liền giúp cô ấy, đơn giản chính là như vậy. Tôi tuy rằng tôn trọng Sở Vô Đạo, nhưng nếu hắn không biết tự lượng sức muốn đến đối đầu, vậy tôi cũng không ngại cùng nhau nghiền nát đối phương. Anh đừng tưởng rằng tôi khát nhân tài như Sở Vô Đạo, là thật sự sợ hắn. Ngọc Tiểu Long sinh ra đã là viên ngọc quý trên tay, hơn nữa còn là một cô gái thiên tài, không nói đến là chỉ số thông minh hay vũ lực, đều vượt xa những người cùng trang lứa, tính cách hiển nhiên cũng không có khả năng yếu. Ba lần xin gặp Sở Vô Đạo đều không có kết quả, đã làm cho tâm tình cô phai nhạt đi, dù sao mời với tấm lòng chân thành cũng chỉ là như thế mà thôi. Bây giờ Sở Vô Đạo muốn đứng đối diện với cô sẽ không có bất kỳ khoan hồng độ lượng nào. Tề Đẳng Nhàn nghe được vẻ mặt ù cạc cạc, mơ hồ, một lát sau mới nói, được rồi, tôi đây cũng là cảnh cáo cuối cùng cho cô, nếu cô không tin, đến lúc đó hãm sâu vào, đừng trách tôi không nhắc nhở cô. Ha, chỉ bằng mấy người, mày kiếm của Ngọc Tiểu Long nhướng lên, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, vồn dĩ không tin Tề Đẳng Nhàn có năng lực này. Lần này cô trở về đế đồ báo cáo công tác, nhân tiện mang theo 100 tỷ từ Ngọc ra, hơn nữa tập đoàn Hổ Môn, tập đoàn Từ Thị còn có các thương nhân lớn tỉnh Đông Hải liên hợp tới, đã có một số tiền lớn để đối phó tập đoàn Hướng Thị. Tề Đẳng Nhàn nhún nhún vai, Ngọc Tiểu Long cảm thấy hắn không đủ tư cách nói những lời này, hắn cũng không muốn đi giải thích. Đến lúc đó, thương chiến bắt đầu, mọi người tranh tài cao thấp là được rồi. Đám người Ngọc Tiểu Long chính là nắm chắc vốn của tập đoàn Hướng Thị không đủ, cho dù có Sở Vô Đạo giúp đỡ, nhiều lắm cũng chỉ mang đến 100 tỷ mà thôi, bọn họ liên kết lại, huy động nhiều tiền như vậy, vốn dĩ không hề sợ hãi. Đúng lúc này, sắc mặt Ngọc Tiểu Long đột nhiên biến đổi, cơ thể đột nhiên nghiêng sang một bên. Tề Đẳng Nhàn cũng giống như vậy, có một loại cảm giác da đầu tê dại, cơ thể nghiêng qua một bên khác. 3. Vào lúc này, một tiếng vang nặng nề truyền đến, sau đó, chỗ hai người vừa mới đứng xẹt qua một không khí lưu khó có thể bắt được, một viên đạn bằng một tiếng bay vào trong phòng. Ngọc Tiểu Long thấy Tề Đẳng Nhàn cũng né được một phát này, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó thản nhiên nói, nhìn không ra, anh còn là có chút bản lĩnh đó. Tề Đẳng Nhàn nói, Ngọc tướng quân gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, bản lĩnh đúng là không kém chút nào, không hổ danh nữ chiến thần Hoa Quốc. Ngọc Tiểu Long nghe xong những lời này, không khỏi nâng mí mắt lên nhìn kỹ Tề Đẳng Nhàn một lát, rõ ràng, Tề Đẳng Nhàn vẫn có chút bản lĩnh. Cũng khó trách Sở Vô Đạo và Hướng Đông Tinh sẽ giao trọng trách cho anh, thì ra anh vẫn có chút bản lĩnh. Nhưng mà, chút bản lĩnh này, cũng không có được tác dụng gì. Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói. Sau khi nói xong lời này, cô lấy điện thoại di động ra, gọi một cuộc điện thoại, quát, có người muốn ám sát tôi, phong tỏa ngọn núi. Vâng. Long Á Nam ở đầu dây bên kia không khỏi giật mình, vội vàng đáp ứng một tiếng. Nếu cô chết, tôi cũng không thấy gì lạ. Cô lập nhiều công như vậy, đắc tội nhiều người như vậy, hơn nữa còn lộ liễu như vậy, người ta nắm giữ hành tung của cô dễ như trở bàn tay. Tề Đẳng Nhàn tựa vào phía sau tường, nhìn Ngọc Tiểu Long, thản nhiên nói. Lúc này, Ngọc Tiểu Long cảm thấy được loại cảm giác bị nhìn chằm chằm biến mất, tim đập dần bình tĩnh lại. Nửa cái đầu lọ ra khỏi tường, nhìn thoáng qua trong rừng núi. Hắn ta chắc là đang rút lui, nếu như tốc độ phong tỏa ngọn núi của cô đủ nhanh, có lẽ có thể ngăn cản được hắn. Tề Đẳng Nhàn nói. Ngọc Tiểu Long quay đầu nhìn hắn thật sâu, cười lạnh nói, tốt nhất không phải là người của Sở Vô Đạo, nếu không, anh biết ám sát trung tướng Hoa Quốc, sẽ có hậu quả là gì. Tề Đẳng Nhàn không khỏi buồn cười, Sở Vô Đạo vừa mới ra tù, bây giờ không biết chạy đi đâu. Làm sao mà rảnh rỗi đến ám sát Ngọc Tiểu Long? Ngọc Tiểu Long cảm thấy là Sở Vô Đạo nắm không chắc ứng phó được với thương chiến nhằm vào tập đoàn Hướng Thị tiếp theo, cho nên chuẩn bị phái người giết chết cô trước, cho nên, Sở Vô Đạo có hiểm nghi lớn nhất là điều không thể nghi ngờ. Nhưng mấu chốt là, Sở Vô Đạo vốn dĩ không có tham dự vào những chuyện này, mấy thứ này, hoàn toàn đều là Ngọc Tiểu Long cùng Từ Ngạo Tuyết tự suy diễn ra. Muốn giết cô cũng không khó khăn như vậy. Tề Đẳng Nhàn nhìn Ngọc Tiểu Long một cái, lạnh nhạt nói, không cần dùng súng bắn tỉa như này. Ngọc Tiểu Long sau khi nghe nói như vậy, chỉ là liên tục cười lạnh, một lát sau mới nói, lúc trước cũng có rất nhiều người cảm thấy như vậy, nhưng những người đó bây giờ, không ai không phải biến thành chiến công của ta, đóng góp cho quân hàm của tôi thêm một gạch. Được rồi,
Ngọc tướng quân kiêu ngạo, thứ cho không tiễn. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, người kia vì giết cô, suýt nữa liên lụy đến tôi, hơn nữa bắn đạn vào trong phòng của tôi không tìm cô bồi thường, đã coi là tốt rồi. Ngọc Tiểu Long đứng dậy, không nói thêm lời nào, thân hình vừa di chuyển, cột sống cử động, giống như một con rồng sống, cả người vút một tiếng liền rời khỏi sân. Cô đi ra ngoài một bước, gần như cách xa một mét, vừa nhìn, giống như một người đang bay trên mặt đất. Thật thú vị. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua viên đạn bắn vào trong phòng khách, viên đạn kia cắm thật sâu vào trong vách tường, khiến cho vách tường nứt ra một mảng lớn, nhìn thấy vô cùng chói mắt. Tề Chờ Nhàn vừa đóng cửa lại, liền nhận được điện thoại của Lý Vân Uyển. Ngài Tề, tôi tới tìm anh, nhớ mở cửa cho tôi. Lý Vân Uyển nói. Phía dưới phong tỏa rồi, cô không tới được đâu. Tề Đẳng Nhàn nói, nhưng Lý Vân Uyển đã cúp điện thoại. Lý Vân Uyển thậm chí ngay cả cái cớ để tối nay không về nhà cũng đã nghĩ kỹ. Nói là thị trưởng ngày mai sẽ đến, cô sợ mình không dậy nổi, chậm trễ chuyện, dứt khoát ở cùng nhau là được rồi. Tuy rằng cô cũng biết rất rõ ràng cái cớ này quá què quặt, nhưng mà, Tề Đẳng Nhàn làm sao có thể quan tâm chứ? Có lẽ, việc hắn càng để ý hơn chính là trên tất chân của nữ yêu tinh này không có chữ cái hay không. Vừa mới vào núi, xe của Lý Vân Uyển chạy trên đường núi không nhanh không chậm, nhưng trước mặt bỗng nhiên có một chiếc xe Jeep tới. Chiếc xe Jeep này đi thẳng vào làn đường của cô sợ hãi bấm còi, nhưng đối phương căn bản không giảm tốc độ. Dầm! Chiếc xe BMW nhỏ của Lý Vân Uyển bị xe Jeep hung hăng đâm vào đầu xe, cũng may cô đạp phanh gấp, xe bị buộc phải dừng lại. 3. Túi khí thoáng cái bật ra, đập vào đầu Lý Vân Uyển, mũi bị đụng đến đau nhức, nước mắt đều chảy xuống. Mẹ kiếp, bị điên đúng không? Lái xe kiểu gì vậy? Lý Vân Uyển vừa gấp vừa giận, mò mẫm con dao nhỏ cắt túi khí, đẩy cửa xuống xe. Toàn bộ chiếc xe, giờ phút này đã bị đụng không còn hình dạng gì, mùi xe vỡ vụn, linh kiện rơi khắp nơi. Vừa xuống xe, chiếc xe đâm vào cô cũng xuống, là một nữ sĩ quan mặc quân trang. Mái tóc ngắn hiên ngang, vẻ mặt sắc bén, chính là trợ lý của Ngọc Tiểu Long là Long Á Nam. Đi theo Long Á Nam xuống xe còn có hai người đàn ông mặc thường phục, đều rất điêu luyện, hiển nhiên là thuộc hạ của cô ta. Lý Vân Uyển giận dữ nói, cô lái xe kiểu gì vậy? Long Á Nam phất phất tay, hai người đàn ông mặc thường phục kia không nói hai lời xông lên. Lý Vân Uyển còn chưa lấy lại tinh thần lại, đã bị một người trực tiếp vặn hai tay, đầu gối bị đá một cái. Cả người bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Sau đó, sau gáy một nguồn sức mạnh lớn truyền đến, cả khuôn mặt cũng bị đầu gối hung hăng đè xuống mặt đất. Cũng may là đường nhựa, mặt đất tương đối mềm mại, nếu không, lần này cũng đủ để cho nhan sắc của cô bị phá tan nát. Tôi là một công dân hợp pháp, mấy người đi ngược đường đụng tôi, lại còn muốn sử dụng bạo lực với tôi, đây là có ý gì? Tôi phải khiếu nại cô, Lý Vân Uyển hét lớn. Trong lòng cực kỳ sợ hãi. Long Á Nam đã đi lên, ngồi xổm xuống, sau đó bắt đầu lục soát quần áo của Lý Vân Uyển, từ trên xuống dưới, trong ngoài đều sờ một lần. Lý Vân Uyển đời này vẫn là lần đầu tiên chịu tủi nhục như vậy, tức giận đến nước mắt đều sắp rơi xuống, tuy rằng là bị phụ nữ sờ, nhưng cũng rất xấu hổ. Hừ! Long Á Nam hừ lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh xe BMW, mở cửa xe chui vào. Lại lục soát ở bên trong chốc lát. Sau khi không tìm ra cái gì, Long Á Nam lúc này mới khoát tay với hai người đàn ông mặc thường phục đang đè lên Lý Vân Uyển. Hai người đàn ông buông Lý Vân Uyển ra, lui sang một bên. Không có việc gì, cô có thể đi, chiếc xe này, tự báo cho công ty bảo hiểm tiến hành xử lý. Long Á Nam dùng một loại giọng điệu lạnh lùng, hơn nữa còn mang theo mệnh lệnh nói. Lý Vân Uyển hung hăng ngẩn người. Giận dữ, cô có ý gì? Mấy người đi ngược chiều, đâm vào xe của tôi thành như vậy, để cho tôi tự báo cho công ty bảo hiểm xử lý. Vừa xuống xe liền trực tiếp dùng bạo lực đẩy tôi ngã xuống đất, cũng không giải thích. Một câu xin lỗi cũng không có, cứ như vậy quên đi. Long Á Nam vẻ mặt lạnh nhạt. Lý Vân Uyển chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, chỉ cảm thấy cánh tay mình đau dữ dội, khuôn mặt cũng nóng rát đau đớn. Tôi là công dân hợp pháp, tuân thủ pháp luật, hàng năm cũng nộp thuế đúng hạn, ai cho các cô cái quyền dùng bạo lực đối xử với tôi? Lý Vân Uyển nổi giận đùng đùng hỏi. Cô không phục có thể đi khiếu nại,
Mặt Long Á Nam không chút thay đổi nhìn cô, chuẩn bị xoay người lên xe. Lý Vân Uyển nhưng là thoáng cái ngăn cản đường đi của cô ta, lớn tiếng nói, tôi mặc kệ cô là ai, cô đâm phải tôi, còn đối xử khiếm nhã với tôi như vậy, nhất định phải xin lỗi tôi. Nếu không, hôm nay, tôi sẽ không để cô đi. Long Á Nam nghe xong những lời này, trong mắt không khỏi xẹt qua một tia khinh miệt, nói cô là cái gì? Nghĩ không cho tôi đi, là có thể cấm được tôi. Chúng tôi đang thi hành công vụ. Chính cô thật trùng hợp đúng lúc này lên núi, đây là trách nhiệm của cô, không trách được chúng tôi. Lửa giận của Lý Vân Uyển bốc lên trong mắt, cô đã gặp Long Á Nam, biết đối phương là trợ lý của Ngọc Tiểu Long, nhưng mà, thiệt thòi lớn như vậy, chính mình cũng không thể nói nhịn thì có thể nhịn được. Chuyện đâm xe khiến cô sợ đến chết, vừa xuống xe, không nhận được một câu xin lỗi không nói, đối phương lại không nói hai lời liền vặn người cô. Trách không được các cô. Đâm vào xe của tôi, cũng không trách các cô. Một câu không nói vặn người tôi trên mặt đất, cũng không trách các ngươi. Bây giờ, một câu xin lỗi cũng không có, cũng không trách các ngươi. Lý Vân Uyển thật sự tức giận không chịu nổi, thiếu chút nữa mất mạng, kết quả đối phương nhẹ nhàng bay bổng nói hai câu đã muốn bỏ qua. Long Á Nam lạnh lùng nói, xin cô đừng ở trước mặt tôi quấy rầy nữa, nếu không, đừng trách tôi không khách khí. Không khách khí. Cô có thể như nào? Tôi là một công dân hợp lý và hợp pháp, không làm bất cứ điều gì vi phạm pháp luật, cô muốn như nào? Lý Vân Uyển lý lẽ hùng hồn, cây ngay không sợ chết đứng, hôm nay Long Á Nam nhất định phải cho cô một lời giải thích, nếu không cho, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay. Một tên đàn ông nhìn không nổi nữa, nhíu nhíu mày, nói, Long trưởng quan đã nói với cô rồi, là chính cô đúng lúc này lên núi. Nếu không có việc gì, cô hãy mau rời đi. Tiếp tục cản trở công vụ của chúng tôi, đừng trách chúng ta đối với cô không khách khí. Lý Vân Uyển nhìn không được châm biếm cười nói, à, thì ra công vụ của các cô chính là đâm vào xe của người khác, sau đó vặn tay của công dân hợp pháp tay không tấc sắt, bắt nạt người ta xong, phủi mông rời đi. Người đàn ông này bị một câu nói của cô làm cho sặc đến mức không tìm được lý do để đáp trả. Long Á Nam nhướng mày, lạnh lùng nói lại lần nữa, cút. Lý Vân Uyển cười nhạo nói, quyền uy của cô thật lớn nha, chính mình làm sai, ngược lại bảo tôi cút. Hôm nay, không cho ta một câu trả lời, chúng ta sẽ không xong. Long Á Nam hừ lạnh một tiếng, đi về phía trước một bước, chăm chú nhìn Lý Vân Uyển, nói, cô có cút không? Lý Vân Uyển đứng tại chỗ không nhúc nhích, tuy rằng trong lòng đã có chút sợ hãi, nhưng vẫn biểu hiện rất cường ngạnh. Thiệt thòi như vậy, cô không muốn ăn. Tức giận như vậy. Cô cũng không nuốt nổi. Thuộc hạ của Ngọc Tiểu Long còn có thể làm mưa làm gió sao? Vừa nghĩ tới vừa rồi, liệu có thể đâm chết cô không? 3. Long Á Nam giơ tay lên, hung dữ mà tát một cái vào mặt Lý Vân Uyển. Lý Vân Uyển thân thể kiều quý, làm sao chống đỡ được cái tát của người tập võ như Long Á Nam, chỉ cảm thấy đầu óc ong ong một tiếng, lỗ tai bị điếc, lui về phía sau vài bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Long Á Nam nhìn thấy dáng vẻ không chịu nổi một cái tát này của cô, không khỏi cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, lấy trứng chọi đá. Sau khi nói xong lời này, cô ta vung tay lên, nói, chúng ta đi. Hai thuộc hạ liền chuẩn bị theo cô ta lên xe. Lý Vân Uyển ôm hai má mình, chống xuống mặt đất đứng lên, khóe miệng chảy máu, đau đến lệ rơi đầy mặt, một bước chân đi tới, lại chắn ở trước xe. Cô, hôm nay phải xin lỗi. Còn có một bạt tai này, tôi cũng nhất định phải trả lại. Lý Vân Uyển nghiến răng nghiến lợi nói, không có quyền thế, nhất định sẽ bị bắt nạt. Không có sức mạnh, sẽ bị người ta tùy ý giày vò. Cô hôm nay, nhất định phải vì mình đòi lại một cái công bằng. Muốn chết, ánh sáng lạnh lẽo trong mắt một thuộc hạ của Long Á Nam chợt lóe, bẻ ngược cánh tay Lý Vân Uyển lại, dầm một tiếng, đè cả người cô ở trên xe. Long Á Nam cười lạnh nói, nếu cô không muốn đi, vậy thì đừng đi. Hôm nay tôi đưa cô theo để thực hiện nhiệm vụ, trở về lấy tội danh cản trở công vụ, tiễn đưa cô ra tòa. Lý Vân Uyển thật không ngờ, đám người Long Á Nam lại ngang ngược như vậy. Không muốn cho một lời giải thích thì thôi, còn vặn người cô, chuẩn bị cưỡng ép mang đi, sau đó lại còn muốn kiện cô. Chỉnh đốn rất tốt đấy. Đúng lúc này, một âm thanh lãnh đạm truyền đến. Long Á Nam còn chưa lấy lại tinh thần lại, một bóng người cũng đã đến gần,
giơ tay lên thụi cùi trỏ về phía người đang vặn Lý Vân Huyền. Rầm, một tiếng vang trầm đục phát ra, cơ thể người này thoáng chốc giống như con diều bay ngang ra ngoài, rầm một tiếng nặng nề đụng vào vách núi, hôn mê tại chỗ trên mặt đất. Cô không sao chứ, người tới chính là Tề Đẳng Nhàn, hắn biết phong tỏa núi, lo lắng Lý Vân Huyền không vào được, cho nên đặc biệt đi ra đón người. Nào ngờ, lại thấy được một màn như vậy, lòng Á Nam mấy người này lại đang ức hiếp người ta. Lý Vân Huyền mím môi, nói tôi đương nhiên có sao, làm sao có thể không sao. Anh nhìn xe của tôi và lại nhìn một chút mặt tôi xem. Tề Đẳng Nhàn thấy trên mặt Lý Vân Huyền giấu bàn tay sưng đỏ, cả khuôn mặt đều lạnh xuống, quay đầu nhìn về phía Long Á Nam. Long Á Nam một chút cũng không sợ hãi, lạnh lùng nói, tôi đang thi hành công vụ, nàng cản trở tôi, bị đánh cũng đáng đời. Phải không, Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, trong âm thanh mang theo từng tia khí lạnh, thấm vào tận xương tủy. Hắn phát hiện, sau khi mình nhìn thấy Lý Vân Huyền bị đánh, tâm trạng thế nhưng có chút khó khống chế, kịch liệt tức giận, có một loại xúc động muốn đấm chết toàn bộ ba người đối diện. Lý Vân Huyền nói, bọn họ đâm vào xe của tôi, vừa xuống xe thì vặn người tôi ngã xuống, lục soát toàn thân, sau khi xong việc một câu xin lỗi không có, để cho tôi tự mình đi bảo hiểm xe. Anh đến xem, có chuyện ức hiếp người ta như vậy sao? Tôi là công dân nộp thuế hợp pháp, tiền lương của họ đều có một phần đóng góp của tôi, cứ như vậy đối xử với tôi. Tề Đẳng Nhàn nghe Lý Vân Huyền nói những lời này, cảm thấy rất vui mừng, dường như trong những ngày ở chung với mình. Cũng hiểu được đạo lý không sợ cường quyền. Tề Đẳng Nhàn cho tới bây giờ đã cảm thấy người nắm giữ quyền lực chẳng qua chỉ là người quản lý của nhân dân mà thôi, tương đương với công ty bảo an trong khu vực nhỏ, không có chủ sở hữu duy trì, ngay cả một miếng cơm cũng không ăn được. Cho nên, hắn có thể khinh thường quý tộc, kiêu ngạo với tướng quân, ngay cả thị trưởng hắn cũng chẳng thèm ngó tới. Bây giờ, ở trên người Lý Vân Huyền, hắn thấy được những đặc điểm này có chút giống như mình. Long Á Nam hờ hững nói, thời kỳ bất thường, đương nhiên phải dùng thủ đoạn bất thường đối xử. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói, chuyện này không phải cô nói như thế nào thì sẽ như thế. Cô đâm xe, như vậy, tổn thất này phải do cô gánh chịu toàn bộ. Cô đánh người, như vậy, một cái tát này, chúng tôi có lý do trả lại. Long Á Nam nghe xong những lời này, không khỏi sửng sốt, cười ha ha, chỉ vào cái mũi Tề Đẳng Nhàn nói, chỉ có anh. Anh là một tên quản ngục cấp 2, cũng dám nói chuyện với tôi như vậy. Cái trò này của anh, vẫn là về nhà tù nhỏ của anh để dùng đi, đừng ở trước mặt tôi lại nhải không ngớt, cái này vô dụng thôi. Thuộc hạ bên cạnh Long Á Nam cũng hừ lạnh một tiếng, nói, đừng tưởng rằng anh dựa vào đánh lén để đánh bại người của chúng tôi, thì cảm thấy mình thiên hạ vô địch, nếu anh trực tiếp xông tới, tôi một người đánh 10 người như anh. Thế à, Tề Đẳng Nhàn hỏi. Sau đó, hắn thẳng thắn đi về phía trước. Người này cảm giác mình bị nhục nhã, anh ta chính là chiến sĩ tinh nhuệ dưới trướng Ngọc Tiểu Long, lại có người dám khinh thường anh ta. Long Á Nam cũng vui lòng cho Tề Đẳng Nhàn nếm thử một chút giáo huấn, cho nên vốn dĩ ngay cả ý nghĩ ngăn cản cũng không có. Người của mình bị đánh bay ra ngoài, trận này, luôn luôn phải trả lại. Hô! Một nắm đấm gào thét mà đến, sắc bén mà lại mãnh liệt, một thuộc hạ khác của Long Á Nam ra tay. Trong nháy mắt nắm đấm của người phía trước vung tới, Tề Đẳng Nhàn tiến về phía trước một bước, tay phải giơ lên, đỡ lấy cổ tay đối phương. Đồng thời, hắn đẩy cổ tay đối phương lên trên, làm cho đối phương biến thành tư thế khuỷu tay hướng lên trên, ngay sau đó, tay trái của hắn cong xuống, vòng qua khuỷu tay của người này. Chân hắn tiến về phía trước, đã không còn ở chỗ gót chân đối phương. Chân Tề Đẳng Nhàn vững vàng, lập tức tay phải hạ xuống, tay trái đẩy lên. Cánh tay đối phương lúc này bị bẻ ngược khớp, đau đến thét một tiếng kinh sợ, thân thể mất đi thăng bằng, rắc một tiếng, bị ngã thẳng xuống đất. Cùng lúc đó, toàn bộ cánh tay phải của hắn cũng bị vặn ngược lại, cái kiểu góc độ kỳ quặc này, làm cho người ta liếc mắt một cái đều sẽ cảm thấy da đầu tê dại. Tình cảnh này nói thì dài, nhưng kỳ thực chỉ là chuyện xảy ra trong thời gian cực nhanh mà thôi, ngay cả chớp mắt cũng không kịp. Một chiêu bắt giữ này của Tề Đẳng Nhàn thật sự quá sắc bén cùng chính xác, đối phương ngay cả cơ hội xuất chiêu tiếp theo để phá giải cũng không có, đã bị đánh mất sức chiến đấu ngã xuống đất. Long Á Nam cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, nếu như nói vừa rồi lúc Tề Đẳng Nhàn đánh bay người thứ nhất là đánh lén, không có gì kỳ lạ,
nhưng sức mạnh cuồng bạo khi đánh ngã người thứ hai, quả thực làm cho người ta có chút kinh ngạc. Anh đây là cố tình vi phạm pháp luật, cản trở chúng ta thi hành công vụ. Long Á Nam lạnh mặt hét lên. Tôi chẳng qua là muốn một cái công bằng mà thôi. Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng nói. Đâm xe người ta, chính là không đúng, Lý Vân Uyển cũng không phải là phần tử nguy hiểm gì, bọn họ không có bất kỳ quyền lực nào dùng loại phương thức khiếm nhã này đối xử với cô ấy. Hơn nữa, lúc Lý Vân Uyển đòi giải thích, lại còn bị một cái tát, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Cả khuôn mặt Long Á Nam đều âm trầm như nước, lạnh lùng nói, Tề Đẳng Nhàn, người đừng tưởng rằng mình đã từng có chút quan hệ với tiểu thư, là có thể ở trước mặt tôi kiêu ngạo. Tôi muốn chỉnh đốn anh, tiểu thư cũng sẽ không nói cái gì. Anh xác định muốn tiếp tục đối đầu với tôi. Tề Đẳng Nhàn không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược lại, cô có chắc không xin lỗi không? Không làm theo cách tôi nói để xử lý chuyện này. Long Á Nam cười nhạo nói, nực cười. Anh là cái gì, anh nói gì tôi sẽ làm cái đó. Tôi cảnh cáo anh một lần cuối cùng, chiếm chút lợi lộc, thấy tốt thì thu lại là được, còn dám được một tấc tiến một thước, cũng đừng trách tôi không nương tay. Anh có lẽ có chút võ công, nhưng chút trình độ này, tôi một tay có thể quật ngã anh. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cười nói, cũng không biết là ai cho cô loại tự tin này. Cô theo Ngọc Tiểu Long lâu rồi, ngay cả tính tình của cô ta cũng học được không ít. Long Á Nam bước tới, cột sống cử động, hít một hơi thật sâu, cả người bốc lên một hơi thở sâu không lường được. Cô muốn chết, vậy tôi cũng sẽ không nương tay. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng, nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn mặc kệ Long Á Nam có quan hệ gì với Ngọc Tiểu Long, hắn ngay cả Ngọc Tiểu Long cũng không mặc kệ, còn có thể sợ Long Á Nam. Dám đánh Lý Vân Uyển. Như vậy, ai tới cũng không dễ dàng, đều phải bị đánh nằm sấp xuống. Dầm. Giày của Long Á Nam hung hăng giẫm một cái trên mặt đất, phát ra tiếng nổ lớn, cả người nhanh như điện xông về phía Tề Đẳng Nhàn. Ngay khi nàng cách Tề Đẳng Nhàn chỉ có một bước, một hình bóng người phảng phất từ trên trời giáng xuống chen vào giữa hai người. Nắm đấm của Long Á Nam bị bàn tay người đó nắm lấy, sau đó, cả người liền xoay tròn theo sức lực của người này, cơ thể trong nháy mắt rời khỏi mặt đất, bụng bị một bàn tay hung hăng nâng lên một chút. 3. Cơ thể Long Á Nam xoay chuyển trên không trung, sau khi bay lên trời vài vòng, cô rơi xuống đất đến dầm một cái, co đầu gối lại, đứng vững vàng. Tiểu thư, Long Á Nam sau khi nhìn rõ gương mặt người tới, không khỏi ngẩn người nhíu mày kêu lên. Ngọc Tiểu Long đứng tại chỗ duy trì một động tác đưa tay nâng lên, lông mày thanh tú nhíu lại, hỏi chuyện gì xảy ra vậy? Hai người sao lại đánh nhau? Vậy cô phải hỏi cô ta. Tề Đẳng Nhàn nhún nhún vai. Nếu không phải Ngọc Tiểu Long xuất hiện trùng hợp như vậy, hắn tuyệt đối không để ý dạy dỗ một chút Long Á Nam người phụ nữ cao ngạo này. Lý Vân Uyển trầm giọng nói, Ngọc tướng quân cô tới vừa đúng lúc, cô ta là thuộc hạ của cô chắc là dạy dỗ cô ta thật tốt. Lý Vân Uyển nói ra sự việc vừa xảy ra, nghe được sắc mặt Ngọc Tiểu Long cũng không khỏi có chút đen lại. Long Á Nam thấy sắc mặt Ngọc Tiểu Long không đúng, cúi đầu xuống, không dám nói chuyện. Cho nên, Ngọc Tiểu Long cô là người chủ, tốt nhất nên cho chúng tôi một câu trả lời. Nếu không, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Tề Đẳng Nhàn nút hai tay vào trong túi, cứ như vậy nhìn Ngọc Tiểu Long, rất thẳng thắn nói. Trên thế giới này, hầu như không có ai dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Ngọc Tiểu Long, Tề Đẳng Nhàn xem như là một trong số ít. Ngọc Tiểu Long cũng bị những lời này nói cho có chút bốc hỏa, nhưng chuyện này là Long Á Nam không đúng. Cô không chiếm được lý, tìm không được lý do phản bác. Ngọc Tiểu Long lạnh lùng nói, anh muốn giải quyết như thế nào? Chiếc xe này, cô ta phải bồi thường, chúng tôi sẽ không đi theo quy trình bảo hiểm. Còn nữa, một cái tát kia của cô ta, nhất định phải trả lại. Cuối cùng, cô ta phải xin lỗi. Tề Đẳng Nhàn nói ra ba điều kiện, cũng không quá đáng, thậm chí có thể nói là hợp tình hợp lý. Nhưng ba điều kiện này đối với Long Á Nam mà nói lại là không thể chấp nhận được, cô ta có thân phận gì. Cho dù làm sai cũng không ai dám nói cô ta. Long Á Nam tức giận nói, xe, tôi có thể bồi thường, nhưng hai điều kiện khác, tôi không thể chấp nhận. Cô dựa vào cái gì không thể chấp nhận, cô đánh người, hơn nữa thái độ ác liệt, chẳng lẽ cô cảm thấy mình cao hơn người một bậc. Lý Vân Uyển chế giễu lại, trong lòng tràn đầy căm phẫn. Long Á Nam quát. Tôi không chấp nhận, cô có thể làm gì?
Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói, Ngọc Tiểu Long, cô tự mình xem mà làm đi, nếu như không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, vậy tôi cũng chỉ có thể ra tay. Ra tay, anh là cái gì? Vừa rồi nếu không phải tiểu thư ngăn cản tôi, bây giờ anh đã là một người tàn phế rồi. Vẻ mặt Long Á Nam lạnh lùng kiêu ngạo, mười phần khinh thường nói. Thế sao? Tề Đẳng Nhàn lại khinh thường cười. Ngọc Tiểu Long rất rõ ràng, lúc Tề Đẳng Nhàn ở trong biệt thự, có thể tương đương mình đồng thời phản ứng lại sự tồn tại của tay súng bắn tỉa, điều này chứng minh trình độ của hắn sẽ không yếu. Cho dù không phải đối thủ của mình, cũng tuyệt đối không phải loại sức mạnh mà Long Á Nam có thể chống lại. Cô bây giờ thậm chí nghi ngờ mấy cái thi thể phát hiện dưới chân núi Vân Đỉnh, cũng không phải Sở Vô Đạo tự mình ra tay giết chết, nói không chừng có khả năng là Tề Đẳng Nhàn. Hôm nay em làm không đúng, xin lỗi đi, Ngọc Tiểu Long bình tĩnh nói. Sắc mặt Long Á Nam cứng đờ, muốn phản bác, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Tiểu Long, lập tức cúi đầu xuống. Long Á Nam rất ủy khuất, nhưng vẫn cắn răng, nói với Lý Vân Huyền, cô Lý, thật xin lỗi, vừa rồi là tôi khiếm nhã, tôi xin lỗi cô. Mặt đâu? Lý Vân Huyền hừ lạnh một tiếng. Long Á Nam ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Ba. Lý Vân Huyền không nói hai lời, thưởng cho một cái tát thật mạnh, hung hăng đánh lên gò má Long Á Nam. Long Á Nam bị một cái tát này đánh cho nghiêng đầu, khóe miệng chảy ra một chút máu tươi, nhưng mà, cô ngay cả một câu cũng không dám nói nhiều. Tề Chờ Nhàn nhìn rất đã, lúc này mới nói được rồi, cứ như vậy đi, chiếc xe này, lát nữa cô bồi thường trở về nguyên bản. Long Á Nam không nói gì. Tề Đẳng Nhàn dẫn Lý Vân Uyển rời khỏi chỗ này. Xem ra, tôi ngày thường đối với mấy người các cô có chút lơ là dạy dỗ, lúc này mới làm cho mấy người trở nên kiêu căng như vậy. Ngọc Tiểu Long đợi người rời đi, lúc này mới tức giận, mày kiếm dựng thẳng lên, mặt mang sát khí. Tiểu thư tha tội, là em lỗ mãng, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Long Á Nam mím môi, có chút ủy khuất nói. Ngọc Tiểu Long cười lạnh một tiếng, nói cô rất oan ức. Long Á Nam nói, không dám. Vừa rồi anh ta bị đánh bay như thế nào? Ngọc Tiểu Long hỏi. Hình như là bị Tề Đẳng Nhàn dùng khuỷu tay đánh bay. Long Á Nam mím môi nói, nhưng mà, đó là đánh lén. Ngọc Tiểu Long cười lạnh nói, một cái khuỷu tay, đánh bay một nam nhân 170 cân ra xa 4 thước, cho dù là dưới tình huống đánh lén. Cô dựa vào cái gì cảm thấy, hắn nhất định không phải là đối thủ của cô đây. Long Á Nam sắc mặt trắng bệch, không dám nói chuyện. Anh ta lại ngã xuống như thế nào? Ngọc Tiểu Long nhìn về phía thuộc hạ bị bẻ gãy cánh tay, thản nhiên hỏi. Anh ta đánh ra cú thọc, sau đó Tề Đẳng Nhàn ngăn được, dùng một chiêu bắt giữ. Long Á Nam trình bày cảnh tượng vừa rồi. Ánh mắt Ngọc Tiểu Long càng lạnh lùng, nói, phương pháp bắt giữ sắc bén như vậy, phán đoán chính xác như vậy, hơn nữa đây không phải là đánh lén. Điều gì khiến cô cảm thấy anh ta không phải là đối thủ của cô? Long Á Nam sắc mặt càng trắng bệch, cơ thể đều có chút run rẩy. Kiêu căng khinh thường, là nguồn gốc lớn nhất dẫn đến thất bại. Tôi lần này không vì cô nói chuyện, cũng không phải là có nguyên nhân gì khác, mà là các cô thật sự quá kiêu căng, quá khinh nhờn, cũng nên nhận được một chút dạy dỗ. Còn nữa, vừa rồi nếu tôi không ngăn cản cô tấn công Tề Đẳng Nhàn, cô bây giờ, chỉ sợ đã nằm trên mặt đất nói chuyện với tôi rồi. Ngọc Tiểu Long nhìn Long Á Nam, sắc mặt lạnh như băng, không có một chút biểu cảm, ngay cả giọng nói, cũng là lạnh như băng, kiểu máy móc, không có bất kỳ gợn sóng nào. Ngọc Tiểu Long nhìn Long Á Nam, tiếp tục nói, tôi biết cô còn không phục, nhưng mà, tôi nói cho cô biết. Tề Đẳng Nhàn, cái tên nhãi này, nếu có thể được Sở Vô Đạo coi trọng, vậy tuyệt đối không đơn giản. Lúc tôi bị người ta ngắm bắn trên núi, hắn dường như giống tôi đồng thời phản ứng được, né tránh đạn. Cô cảm thấy, người như vậy, sẽ yếu hơn cô sao? Long Á Nam lúc này, hoàn toàn mất bình tĩnh, trong lòng thậm chí có chút sợ hãi. Khiếp sợ nói, hắn thật sự mạnh như vậy. Ngọc Tiểu Long hờ hững nói, có lẽ không mạnh hơn tôi, nhưng tuyệt đối là hơn cô. Bây giờ, cô còn có sự kiêu ngạo đó không? Long Á Nam ủ rũ, nếu đúng như lời Ngọc Tiểu Long nói, vừa rồi cô đánh nhau với Tề Đẳng Nhàn dỗi, vậy chỉ sợ sẽ bị đánh rất thảm. Khó trách, Tề Đẳng Nhàn cho tới nay, không lo ngại gì, thì ra, thật sự có chút bản lĩnh. Tôi không hy vọng lại nhìn thấy mấy người kiêu căng như vậy. Phát sinh loại chuyện suýt nữa xem mạng người như cỏ rác, nếu như còn có,
như vậy, cũng đừng trách tôi không nhận mấy người. Ngọc Tiểu Long hừ lạnh một tiếng, vô cùng tức giận. Cô làm người nghiêm túc, cảm thấy thuộc hạ ỷ vào quyền thế ức hiếp người khác, thật sự là rất đáng ghét. Sau khi nói xong lời này, Ngọc Tiểu Long quát, còn không mau đứng lên, tiếp tục tìm kiếm, tìm thấy tay súng bắn tỉa kia. Vâng. Long Á Nam vội vàng trả lời, sau đó mang theo hai thuộc hạ bị thương rời đi. Ngọc Tiểu Long đứng tại chỗ, quay đầu nhìn về phía đỉnh núi Vân Đỉnh, vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo. Xem ra, anh ngược lại thật sự có chút không tầm thường. Nhưng mà, vậy thì sao? Chúng ta, luôn luôn không phải là người của một thế giới. Cô khẳng định Tề Đẳng Nhàn có chút năng lực, nhưng mà, điều này vẫn không cách nào làm thay đổi quan điểm của cô đối với Tề Đẳng Nhàn. Lý Vân Uyển mặc một chiếc áo ba lỗ nhỏ để Tề Đẳng Nhàn bôi thuốc cho mình, hai cánh tay bị vặn đến đau đớn vô cùng, nếu như không xoa xoa thuốc, phỏng chừng giơ tay lên cũng là quá sức. Cũng may anh tới đúng lúc, Long Á Nam này quá kiêu ngạo, còn chuẩn bị mang tôi đi, trở về lại đưa tôi ra tòa. Lý Vân Uyển có chút thở phì phò nói. Không có chút bản lĩnh còn học tôi cứng rắn với người khác. Tề Đẳng Nhàn không khỏi búng lên trán cô một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Vân Uyển đau đến mức nâng tay che trán mình, giận dữ nói, anh cũng đánh tôi đúng không? Tới tới tới, đánh chết tôi đi. Tề Đẳng Nhàn không khỏi cảm thấy buồn cười, nói, kỳ thật tôi rất tán thưởng hành động của cô hôm nay. Lý Vân Uyển thở dài, cô không có bản lĩnh như Tề Đẳng Nhàn, tuy rằng dám phản kháng cường quyền. Nhưng người chịu thiệt vẫn là mình. Nhưng mà, chuyện hôm nay, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy coi như không tệ. Tối thiểu, Ngọc Tiểu Long không thiên vị Long Á Nam, mà là rất chính trực giải quyết chuyện này. Từ quan điểm này, người phụ nữ này ít nhất là không có vấn đề về mặt đạo đức. Là ai muốn giết Ngọc Tiểu Long vậy? Lý Vân Uyển nhìn không được hỏi. Ai cũng có khả năng, cô ta lộ liễu như vậy, gây thù hằn lại nhiều như vậy. Tề Đẳng Nhàn cũng không muốn rối rắm vấn đề này. Lý Vân Uyển không rét mà run nói, thật đáng sợ, lại có thể sử dụng súng bắn tỉa, chỉ sợ đầu óc cũng phải vỡ ra. Sau đó, cô đương nhiên lấy lý do mình sợ hãi, cưỡng ép yêu cầu ở cùng Tề Đẳng Nhàn trong một gian phòng. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy sự dáng vẻ của ngự tỷ giả này cũng quá khoa trương, nghiến răng, nghĩ đêm nay nói cái gì cũng phải làm cầm thú một lần, miễn cho luôn luôn bị cô áp chế. Giường rất lớn. Rộng hơn 2 mét, hai người mỗi người ngủ một bên. Sau khi tắt đèn, cơ thể Tề Đẳng Nhàn bắt đầu di chuyển vào giữa. Càng tới gần, mùi thơm như hoa lan cũng càng đậm, kích thích ra đầu hắn tê dại, hormone tăng vọt, tim đập nhanh hơn. Lý Vân Uyển làm bộ như cái gì cũng không biết, cho đến khi tay hắn sờ đến mình, cơ thể lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng run rẩy vài cái. Lúc này, cho dù là EQ có thấp hơn nữa cũng không cần nói chuyện. Ngôn ngữ cơ thể là trên hết. Anh cái tên này, cầm thú mà. Trong cổ họng Lý Vân Uyển đè nén phát ra tiếng hừ nhẹ. Đương nhiên, chí ít không phải cầm thú cũng không bằng. Tề Đẳng Nhàn cũng khẩn trương không chịu nổi, bàn tay to đã xốc lên một góc áo ngủ, chậm rãi dò xét đi vào. Nhưng mà, một lát sau, Tề Đẳng Nhàn có chút trợn tròn mắt, tay phải của hắn, sờ được một miếng đệm bông. Cơ thể anh ta cứng đờ. Lý Vân Uyển kiêu ngạo mà lại đắc ý cười nói, anh vẫn phải tiếp tục không bằng cầm thú, tên ngốc nghếch. Tề Đẳng Nhàn nhất thời giống như khinh khí cầu bị xì hơi, chút giận phát ra một tiếng thở dài, sau đó lại lăn trở lại chỗ mình vừa nằm, thế nhưng càng nghĩ càng tức, sao có thể ức hiếp người như vậy. Tốt xấu gì cũng lấy dũng khí chuẩn bị làm cầm thú một lần, kết quả mũi tên lên dây mới phát hiện, bà dì của Lý Vân Uyển tới. Ha ha ha. Lý Vân Uyển nhìn bộ dáng buồn bực của Tề Đẳng Nhàn, không khỏi che miệng cười khẽ. Tề Đẳng Nhàn cầm lấy điện thoại di động không muốn phản ứng với cô, yêu tinh này quá ăn hiếp người ta, nhất định là cố ý. Được rồi, đừng tức giận nữa, tôi vốn là muốn nói cho anh biết, nhưng chỉ có thể trách chính anh quá gấp gáp nha. Lý Vân Uyển dựa vào, đưa tay vỗ vỗ lưng Tề Đẳng Nhàn. Không ai bắt nạt người ta giỏi như cô, Tề Đẳng Nhàn nhìn không được trợn trắng mắt. Càng ngày càng không cam lòng. Vẽ loạn trên điện thoại di động, ngược lại lơ đênh ấn vào một phần mềm phát sóng trực tiếp, nhìn thấy trên cửa sổ đề cử của phần mềm này, thế mà lại có Dương Quan Quan. Lý Vân Uyển nói, ôi chao, đây không phải là Dương Quan Quan sao, thực sự là phát sóng trực tiếp à. Cô đưa tay lướt qua đầu Tề Đẳng Nhàn, ấn cửa sổ một cái, chuyển vào trong trang Livestream.
Dương Quan Quan đang ngồi trước máy tính tay cầm cần điều khiển chơi một trò chơi trực tuyến, hình như gọi là Chỉ Lang, nổi tiếng là trò chơi kinh đê có độ khó cao, quái vật nhỏ bên trong đều có thể đánh đến người chơi đến tự kỷ. Trong hình, miệng Dương Quan Quan cắn một cây kẹo mút, mặc đồ ngủ rộng thùng thình, hai chân đặt trên ghế, vừa thao tác nhân vật một đường chém giết, một bên xem màn hình tương tác với khán giả. Không nghĩ tới thư ký Dương lúc phát sóng trực tiếp lại tùy ý như vậy. Tề Đẳng Nhàn lạnh nhạt nói. View còn không thấp, khó trách một tháng có thể kiếm được 10 vạn. Lý Vân Uyển nằm ghé vào trên người Tề Đẳng Nhàn, nhìn Dương Quan Quan livestream, vui vẻ ha hả tặng cho cô ấy một ít lễ vật nhỏ. Cô dùng điện thoại di động của Tề Đẳng Nhàn tiện tay đưa một chiếc máy bay nhỏ hơn 100 đồng tới. Dương Quan Quan tay trái buông tay cầm ra, bắn tim về phía camera, cảm ơn ông chủ tặng máy bay nhỏ, ông chủ rộng rãi, đêm đêm làm chú rể. Ha! Tề Đẳng Nhàn bật cười, dở khóc dở cười hỏi, đây là từ hung bạo gì vậy? Lão tử ngược lại muốn đêm nay được làm chú rể, đáng tiếc không có cơ hội mà. Lý Vân Uyển nhìn không được cười to, nhẹ nhàng đánh Tề Đẳng Nhàn một cái, xoay người nằm trở về, nói, mau đi ngủ đi, ngày mai phải đến công ty sớm một chút, dù sao, bên tỉnh muốn đến chỉ đạo công tác. Tề Đẳng Nhàn nhìn một lúc, trò chơi xem không hiểu, người đẹp nữa, nhìn xem cũng chỉ có thể thèm thuồng, dứt khoát đi ngủ. Buổi tối này đối với Tề Đẳng Nhàn mà nói có chút dày vò, Lý Vân Uyển ngược lại ngủ rất ngon. Của hơi Tề Đẳng Nhàn ngược lại có thể tùy thích chiếm, chẳng qua, chiếm tiện nghi cuối cùng khó chịu lại là mình. Ngày hôm sau hắn dậy sớm, đi thẳng đến trong sân tập thể dục buổi sáng, đánh mấy bộ quyền, cảm giác trong lòng tức giận tản đi không ít, cả người cũng thư thái. Nhưng mà, trở lại trong phòng nhìn thấy Lý Vân Uyển mặc áo sơ mi với váy ngắn, hai đôi chân dài mặc vớ đen lắc lư, tức giận trong lòng lại bốc lên. Hai người đi tới Tiên Lai Capital, Dương Quan Quan cũng đã tới từ sớm. Dương Quan Quan rời khỏi Livestream, mặc một bộ trang phục OL, là một vẻ đẹp tùy ý trang nghiêm khác biệt với tối hôm qua. Vừa đến 8 giờ, còn nửa giờ nữa mới đến giờ làm việc chính thức, bên tỉnh không đến, trái lại có một vị lãnh đạo công nghiệp và thương mại. Hoan nghênh tỉnh trưởng Cao đến công ty chúng tôi chỉ đạo công việc. Lập tức có cấp cao quen biết vị lãnh đạo cao cấp này tiến lên chào hỏi, nhiệt tình vươn tay ra. Nhưng mà, nhiệt tình của hắn, bị vô ích chụp hụt, vị tỉnh trưởng cao này chẳng qua là nhàn nhạt ừ một tiếng, vốn dĩ cũng không có đi tiếp tay hắn. Tươi cười của cấp cao Tiên Lai Capital cứng đờ, sau đó dẫn tỉnh trưởng cao cùng một đám thuộc hạ của anh ta tiến lên, giới thiệu đám người Tề Đẳng Nhàn, Lý Vân Uyển, Dương Quan Quan cho tỉnh trưởng cao. Lý Vân Uyển liền cười nói tỉnh trưởng cao, chúng ta cũng là người quen cũ, tôi bây giờ nhảy việc đến Tiên Lai Capital, kính xin ông sau này chỉ giáo nhiều hơn nha. Tỉnh trưởng cao lại lạnh lùng nói, chỉ bảo hay không tôi biết, trước tiên đem giấy chứng nhận hoạt động, giấy chứng nhận đăng ký của mấy người ra kiểm tra một chút. Tôi nhận được báo cáo, Tiên Lai Capital có hành vi hoạt động bất hợp pháp, cần phải tiến hành điều tra nghiêm túc. Nói xong lời này, tỉnh trưởng cao vung tay lên, đám thuộc hạ mặc đồng phục của ông ta lập tức đi vào trong công ty. Tất cả mọi người đều không khỏi ngẩn người. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, có phải có hiểu lầm gì không? Công ty chúng tôi không có bất cứ điều gì bất hợp pháp, một chút nữa, thậm chí cả tỉnh trưởng Dương của thủ đô sẽ đến để kiểm tra công việc. Tỉnh trưởng Dương muốn đến thị sát công tác. Tỉnh trưởng cao nghe nói như vậy, không khỏi ngẩn người. Đám người Dương Quan Quan và Lý Vân Uyển đều gật đầu. Tỉnh trưởng cao cười nhạo, nói, đùa cái gì nhảm nhí. Nếu tỉnh trưởng Dương đến thị sát công tác, vậy ngay tại chỗ chém đầu tôi xuống cho các người đá bóng. Thật là buồn cười. Mau, đem toàn bộ giấy chứng nhận hợp pháp của các ngươi ra kiểm tra cho ta. Ngoài ra, hãy để nhân viên hợp tác với người của tôi để điều tra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.